một trận âm thanh vang lên mười mấy thanh phi kiếm từ trong cổ tay áo bay ra sau đó dưới thần niệm thao túng bắn nhanh về phía tiểu thạch sơn thạch sơn bị đám phi kiếm loạn trảm một trận giống như miếng đậu hủ trong nháy mắt hiện ra một cái động khẩu thật sâu thần niệm hàn lập phân ra thao túng từng phi kiếm tạo ra từng gian thạch thất mấy cái thạch thất này lớn nhỏ không đồng nhất công hiệu khác nhau hàn lập đã vô cùng thuần thục căn bản không cần suy nghĩ mấy canh giờ sau một tòa động phủ nhỏ mới tinh thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong núi đá. Vừa thấy động phủ mới thành lập, Hàn Lập lộ vẻ vui mừng, lập tức lấy ra mấy bộ trận kỳ trận bàn. Tại xung quanh tiểu thạch sơn, bận rộn bay lên bay xuống một lúc để bày mấy trận pháp ẩn nặc cao cấp. Trận pháp này mặc dù không cách nào giấu được tu sĩ Nguyên Anh Kỳ muốn dò xét, nhưng nếu là tu sĩ kết đan kỳ thì không thể nhanh chóng phát hiện sự khác thường được. Đối với Hàn Lập mà nói, tạm thời cũng đủ, dù gì thì tu sĩ cao cấp cũng không vô duyên vô cớ đến đây phá dược viên được. Huống hồ bố trí bây giờ chỉ là tạm thời mà thôi, chờ hắn sau khi nghiên cứu thấu triệt phương pháp bố trí câu linh trận rồi sau đó bố trí nó ra ngoài tạo thêm một tầng nữa. Đến lúc đó cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cũng không cách nào nhìn ra cái gì khác thường. Chờ pháp trận bố trí xong, Hàn Lập cũng không có ý nghỉ ngơi mà đem cửu khúc linh sâm di rời đến tiểu dược viên bên trong động phủ, cũng cẩn thận bày bố cấm chế xung quanh, sau đó mới yên tâm. Muốn ngưng kết Nguyên Anh, tuyệt không thể để mất cửu khúc linh sâm này. Tiếp theo, Hàn Lập đem kim ngân sắc vệ kim trùng bỏ vào trong trùng thất. Về phần tam sắc vệ kim trùng, bởi vì không có cách nào dùng nghe thường thảo thúc dục sinh trưởng nên Hàn Lập đành mang theo trên người. Tại cách vách trùng thất, Hàn Lập mở một gian linh thú thất chuyên dùng để cấp cho đề hồn thú. Bởi vì sau khi con thú này cắn nuốt một lượng lớn tinh hồn âm thú, liền lâm vào hôn mê, thậm chí bản thân Hàn Lập cũng không cách nào thức tỉnh nó. Tình hình của nó tựa hồ không giống như lúc ngủ trước đây. Bất quá, Hàn Lập tự suy đoán cũng được vài phần do liên tục cắn nuốt rất nhiều tinh hồn nên đề hồn thú này bắt đầu tiến cấp đối với loại chuyện này hàn lập đương nhiên muốn cầu cũng không được hôm nay đã có chỗ an cư liền lập tức an bài cho chú khỉ nhỏ này đồng thời trong lòng lại quyết định thừa dịp con thú này mê man bất tỉnh nhân tiện liền đem minh hồn châu còn chưa luyện hóa trong bụng hoàn toàn luyện hóa bởi vì theo thần thông tăng cao của con thú này hàn lập có chút lo lắng mình không thể khống chế được đề hồn thú tiến cấp lần nữa ngày đó đề hồn thú tại chỗ âm minh khi hóa thành cự vượn màu bạc điên cuồng hấp thu tinh hồn âm thú, minh hồn châu trong bụng liền xuất hiện dấu hiệu động đậy mấy lần muốn di chuyển. Vì đang ở trước mặt hai nữ tử nên thần sắc Hàn Lập như thường nhưng trong lòng đã sớm kinh hãi. Hôm nay, hắn cũng không dám tiếp tục mạo hiểm, liền luyện hóa minh hồn châu cho tốt. Vế phần lời nói của nguyên giao ngày đó, tình trạng đau đầu muốn nứt ra sau khi luyện hóa minh hồn châu, hắn tự nghĩ pháp lực cùng thần thức hơn xa nàng, chắc hẳn không có trở ngại huống hồ sau khi đề hồn thú trải qua hai lần tiến cấp ngoài ý muốn còn có hay không bệnh trạng trên là hai chuyện khác biệt so với thần thông kinh người của đề hồn thú hiện tại thì mạo hiểm một chút căn bản không đáng kể trong lòng hàn lập bình tĩnh nhưng không có lập tức xử lý chuyện minh hồn châu hắn còn có một chuyện trong yếu khác muốn ưu tiên xử lý trước đó là trong cơ thể hắn vẫn chưa tán đi phong linh kính cửu cấp liệt phong thú phong hy nọ hiển nhiên không có khả năng đuổi tới nhưng đồ vật này ở trong cơ thể vẫn làm cho hàn lập có chút lo lắng đề phòng sợ trong thời gian này phát sinh chuyện gì bất quá lấy tu vi trước mắt của hắn muốn trực tiếp luyện hóa tả khí trong cơ thể thực không có nhiều khả năng trước kia hắn đã từng thử qua mấy lần không hề hiệu quả hiện tại chỉ có một phương pháp đó là dùng pháp lực mạnh mẽ bước ra mới có thể thành công được nhưng không phải chỉ trong thời gian ngắn mà quá trình này có thể hoàn thành cho nên Hàn Lập mới chỉ hoãn đến nay. Bây giờ sau khi thu xếp ổn thỏa, hắn liền muốn giải quyết hoàn toàn mối hòa tâm phúc này, trước tiên thả ra vài con khôi lối cự vượn cho chúng nó canh giữ trong vườn, phòng có ai đột nhiên tìm tới cửa, còn bản thân thì tiến vào bên trong phòng luyện công. Thân sắc Hàn Lập trong tĩnh thất ngưng trọng, khoanh chân ngồi xuống, đem tâm thần chìm vào trong cơ thể quan sát tình huống phong linh kính một chút. Viên cầu vàng sáng chói nằm tại đan điền cũng không có gì dị thường. Sau khi đánh giá một chút, Hàn Lập liền thao túng ích tà thần lôi bên ngoài, chậm rãi đem ích tà thần lôi hóa thành kim hồ mở ra một khe hở. Tà khí vốn an tĩnh trong thần lôi lập tức dao động, hướng khe hở tuôn ra. Tà khí mới vừa xuất ra, thần niệm Hàn Lập khẽ động, từng tia kim hồ bao quanh, đem khe hở bít lại, sau đó khống chế số tà khí dư ra thêm lần nữa. Cũng không biết phong linh kính sở hữu hỗn độn tà khí rút cuộc là loại gì. Cho dù chỉ thoát ra một chút nhưng vẫn làm cho kinh mạch Hàn Lập đau nhức không thôi mạnh mẽ chịu đựng thân thể bất ổn, hắn điều động toàn bộ pháp lực, cường hành khu trừ tà khí ra. Hắn ngồi xếp bằng bên trong không nhúc nhích, mồ hôi hột từ trên trán chảy nhễ nhại xuống, sắc mặt có chút trắng bệch. Bất chi bất giác hai canh giờ đã qua, hai mắt đóng chặt của Hàn Lập mở ra, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, sau đó lật tay, từ đầu ngón tay bắn ra hai giọt dịch thể màu xám. Trên tường đá đối diện xuất hiện hai cái lỗ nhỏ, Hàn Lập thở vào một hơi, sau khi lau mồ hôi trên trán, thần sắc hòa hoãn lại. Mặc dù vừa rồi vận công làm cho hắn thống khổ không chịu nổi, thậm chí hao tổn rất nhiều tâm lực nhưng phương pháp này cuối cùng cũng có hiệu quả. Như vậy mỗi ngày bước một chút, phòng chừng nửa năm sau, tà khí trong cơ thể sẽ bị khu trừ hoàn toàn sạch sẽ. Điều này làm cho hắn cuối cùng bỏ đi một mối lo lắng trong lòng. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Hàn Lập bình tĩnh lấy ra một khối ngọc giản màu đen từ trong túi chữ vật, bên trong có phương pháp bố trí câu linh trận. Lúc trước hắn đối với pháp trận này cảm thấy rất hứng thú nhưng vẫn không có thời gian xem kỹ, vừa lúc hôm nay nghiên cứu một chút. Dù sao chỉ có đem câu linh trận bố trí ngoài động phủ thì mới thật sự ổn thỏa. Những ngày tiếp theo Hàn Lập chia thời gian mỗi ngày ra làm vài phần. Ngoại trừ hai canh giờ để bước tà khí ra ngoài, thời gian còn lại một phần dùng để nghiên cứu câu linh trận pháp, một phần khác thì dùng để luyện hóa minh hồn châu trong cơ thể. Về phần dược viên, Hàn Lập ra lệnh vài con khôi lỗi giúp hắn làm việc để che mắt. Mặt khác Hàn Lập không ngừng sử dụng lục dịch thúc dục nghe thường thảo tăng trưởng, tất cả để làm thức ăn cho kim ngân sắc vệ kim trùng. Hắn mơ hồ cảm thấy chúng tựa hồ sắp tiến hóa, cuộc sống như thế không đổi nháy mắt đã qua mấy tháng. Trong lúc này, vị mộ phái linh kia có đến hai lần. Thấy dược viên được hàn lập quản lý tốt, đạt yêu cầu của mình nên nàng cũng không hỏi nhiều. Về phần huyền băng quyết kia, hàn lập không có hỏi han gì cả mà nữ tử này càng không có hứng thú chủ động giảng giải. chương 602, huyết ảnh đột, bộ dáng vị nữ tử họ mộ này đối với hàn lập không nóng không lạnh, Hàn Lập ngược lại càng hài lòng, tốt nhất nữ tử này xem nơi này như không có, không đến quấy rầy hắn tu hành, hắn càng thêm cao hứng. Một tháng như vậy lại qua đi, Hàn Lập rút cuộc đã hiểu được toàn bộ câu linh trận nọ. Một khi tìm hiểu xong, Hàn Lập không trần chờ, lập tức dựa theo điều lĩnh ngộ bày ra câu linh trận bên ngoài động phủ. Kể từ đó, linh khí pháp trận này ba động như có như không, biến mất không thấy. Từ ngoài nhìn vào tiểu thạch sơn, cũng không nhìn ra một tia khác thường. Hàn Lập đối với việc này rất hài lòng hai ba tháng sau việc luyện hóa minh hồn châu cùng khu trừ phong linh kính trước sau đại công cáo thành làm cho hàn lập ngoài ý muốn chính là tình trạng của mình sau khi luyện hóa minh hồn châu cũng không có cảm thấy đau đầu hay là không ổn chút nào xem ra để hồn thú nọ tiến hóa ngoài ý muốn cùng biến hóa của minh hồn châu liên quan sinh tử với nó không quan hệ hàn lập vô cùng vui mừng về phần tà khí phong linh kính mặc dù lúc đầu rất khó có thể trục xuất ra khỏi cơ thể thường sau mỗi lần thực hiện cả người đều trở nên sức cùng lực kiệt nhưng sau khi bước ra hơn phân nửa, chỗ còn thừa kia liền có thể dễ dàng xử lý. Chẳng những thống khổ do tà khí phát tác mất đi rất nhiều mà thời gian trục khí ra cũng rút ngắn đi không ít. Cuối cùng sau mấy lần, Hàn Lập dễ dàng đem tà khí còn thừa bước ra sạch sẽ. Cẩn thận kiểm ra vài lần, xác định trong cơ thể cũng không có phát sinh dị trạng gì, cuối cùng hắn cũng an tâm. Sau khi xử lý tốt vài sự tình cấp bách, Hàn Lập đem sự chú ý chuyển tới việc luyện chế đan dược cửu khúc linh sâm. Tại việc tu luyện, hắn tự suy tính, chuẩn bị đồng thời tu luyện đại diễn quyết tầng thứ tư, cùng thanh nguyên kiếm quyết. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm kết đan lúc trước, tựa hồ thần thức cường đại đối với đột phá chướng ngại vô cùng hữu ích. Đại diễn quyết tầng thứ tư cho dù cực kỳ khó luyện nhưng Hàn Lập vẫn định thử một chút. Dù sao thần thức cường đại quyết định việc kết nguyên anh không lớn nhưng tại đối địch chế thắng cũng có chỗ tốt. Cho dù thời gian tiến vào nguyên anh cảnh giới kéo dài một chút, hắn cũng không thấy mình lựa chọn sai lầm. Một chút thời gian đó hắn cũng không lo lắng về phần luyện chế đan dược cửu khúc linh sâm, hàn lập càng không vội vàng. thứ khác thì không nói chứ cửu khúc linh sâm cùng bát cấp bạn yêu thảo và mã não giác ba dạng tài liệu này tại thiên nam căn bản là không thể tìm thấy, cho dù có linh thạch cũng chẳng mua được. vạn nhất luyện đan thất bại, hàn lập việc trừng mắt thì cũng không có biện pháp nào. bởi vậy khi hàn lập tu luyện cũng bắt đầu nghiên cứu cách điều chế đan dược cửu khúc linh sâm, cũng thường xuyên luyện chế các loại đan dược khác sử dụng thủ pháp tương tự để nâng cao thuật luyện đan của mình. cứ như vậy với việc không ngừng tu luyện cùng luyện đan, thời gian qua đi. Trong lúc này, Hàn Lập còn học văn tự yêu tộc để biết rõ ràng miếng đồng phiến trong tay cùng quyển sách gia thú rút cuộc ghi nội dung gì. Lấy khả năng gặp qua một lần là không quên của mình, Hàn Lập tự nhiên rất thuận lợi học hiểu được cổ văn yêu tộc, trước tiên dịch nội dung trên miếng bìa sách gia thú. Trên miếng gia thú ghi lại công pháp yêu tộc gọi là tật phong cửu biến. Sau khi xem một lát, phát hiện công pháp này chuyên môn dùng cho loại yêu cầm tu luyện. Ngoài bộ pháp quyết, thân pháp, còn có hai loại mật thuật. Pháp quyết cùng thân pháp không tính, hoàn toàn dành riêng cho yêu thú, trừ phi hắn có thể có thân hình mạnh mẽ của yêu tộc nếu không chỉ cần tu luyện được một nửa sẽ bạo thể mà chết. Mà nạc phong thuật trong hai loại mật thuật kia căn bản chính là liếm thức thuật vô danh trước kia có học qua. Bất quá liếm thức thuật vô danh kia đã bị sửa đổi một ít để thích hợp cho nhân loại tu luyện. Đối với hàn lập ngoại trừ có chút tác dụng tham khảo, cũng không có giá trị gì chính thức. Nhưng loại bí thuật còn lại huyết ảnh độn mới làm cho Hàn Lập chính thức cảm thấy hứng thú, huyết ảnh độn này kỳ thật chính là một loại độn thuật quỷ dị mượn lực lượng máu huyết trong nháy mắt chạy trốn ngoài trăm dặm. Loại mật thuật mượn lực lượng máu huyết rồi trong nháy mắt kích phát huy lực thần thông kỳ thật rất nhiều tông phái đặc biệt là tu sĩ ma đạo đều có. Nhưng huyết ảnh độn này cùng mấy cái bí thuật của nhân loại có chút không quá giống nhau. Đầu tiên thi triển mật thuật này thì không cách nào khống chế khoảng cách, chỉ cần thi triển, liền trong chốc lát hóa thành một đạo huyết ảnh, bắn nhanh ra ngoài trăm dặm. Thứ hai thi triển bí thuật này, cần rất nhiều tinh huyết, một khi thi triển ra thì máu huyết trong cơ thể thi thuật lập tức tự động mất đi. Nếu như máu huyết không đủ, da thịt người thi thuật nửa đường sẽ bị nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ mà chết. Thực sự là một loại mật thuật cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng, thi triển thuật này cần phải có một đôi cánh mới được. Bởi vì tốc độ huyết ảnh độn thực sự quá nhanh, nếu như không có cánh duy trì thăng bằng, tạo ra một loại khinh thân thuật đặc thù thì người thi thuật sẽ không thể bay xa ra ngoài mà có thể đầu bị đập vào đất, hoặc có thể đảo quanh tại chỗ. Tóm lại là không cách nào một đường chạy thoát, Hàn Lập tỉ mỉ xem một chút, như thế nào tựa hồ cảm giác được mình có thể tu luyện. Cánh người khác không có nhưng hắn có một phong lôi xí. Bảo vật này biến ảo tùy tâm, cũng không có gì khác biệt huyết ảnh đột, nếu thứ này thần kỳ như vậy tuyệt đối chính là loại độn thuật tốt nhất dùng để chạy trốn cường địch. Dù sao cho dù hắn sử dụng phong lôi xí tiến hành lôi độn cũng chỉ bất quá là ở một địa phương nhỏ, không ngừng chấp động mà thôi, không cách nào hoàn toàn trốn như thế. Hàn lập âm thầm đem phương pháp tu luyện huyết ảnh độn nhớ kỹ lại bắt đầu xem đồng phiến nọ. Yêu văn trên đồng phiến cũng không có tên công pháp cùng chú thích lai lịch và cũng chỉ là một đoạn khẩu quyết không đầu không đuôi, cùng tư thế tu luyện quái dị. Điều này làm cho Hàn lập xem không hiểu gì hết, sau một lúc nghiền ngẫm, hắn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, không biết gì. sao lại ngẫm nghĩ, Hàn Lập mới nhớ độc giao nọ từng nói qua, vật này giống như là thứ phạm thánh chân phiến gì gì đó hình như đã không đầy đủ, khó trách công pháp bên trên không thể hiểu được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng rất huệ hoài. Không thể làm gì khác hơn là đem thu lại. Tiếp theo Hàn Lập tại tu luyện đại diễn quyết cùng thanh nguyên kiếm quyết, đồng thời bắt đầu kiêm tu mật thuật huyết ảnh đột. Mặc dù sau đó tự cảm thấy có thể nắm giữ mật thuật này nhưng còn không dám tùy tiện thực hành. Dù sao tốn hao máu huyết nhiều không phải là chuyện dẫn chơi. Cứ như vậy, bất chi bất giác đã qua nửa năm. Hôm nay Hàn Lập đang nhắm mắt tu luyện đại diễn quyết ở bên trong. Đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Thanh quang quanh thân người hắn chợt lẽ, người liền trực tiếp hóa thành một đạo thanh hồng trực tiếp từ tính thất bay ra, thẳng đến dược viên ngoài động phủ. Một lát sau, Hàn Lập đem khôi lỗi trong dược viên thu lại, người liền đứng trước nhà tranh. Hắn nhìn hướng đông nam, sau khi trầm ngâm một chút, quay người lại đi vào một gian nhà tranh ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, bộ dáng thong dong không chút hoang mang. Lát sau, cấm pháp bên ngoài dược viên truyền đến thanh âm khách khí dị thường. "Xin hỏi viên sư tỷ có ở bên trong không? Ta là Khuê Hoán ở ẩn kiếm phong." Đây là thanh âm một nam tử tuổi còn trẻ, tiếng nói hơi có chút bén nhọn. "Viên sư tỷ, nguyên lai là tên của nữ đệ tử trông coi dược viên kia." Thần sắc trên mặt Hàn Lập như thường, sau khi chờ đối phương hô lại vài tiếng, Mới cầm chén trà xanh trong tay uống cạn rồi chậm rãi trả lời. "Sư huynh không cần kêu nữa, một năm trước viên sư tỷ đã rời khỏi nơi này, bây giờ dược viên là do tại hạ quản lý. Nếu muốn tìm sư tỷ, hãy tới động phủ mộ sư thúc hỏi một chút." "Cái gì? Dược viên thay đổi người?" Nam tử tuổi trẻ có chút kinh ngạc, nghe khẩu khí hình như không phải tìm người mà là đến dược viên này có chuyện khác. "Ha ha, nếu viên sư tỷ không còn ở đây, ta đây tìm sư để cũng như nhau." không biết sư đệ có thể cho ta tiến vào một chút được không? Nam tử cười cười, rất hòa nhã nói. Hàn lập sờ sờ cầm, đối phương nói uyển chuyển như thế, nếu hắn tự tuyệt, thật sự có chút hơi quá. Sau khi ngẫm lại, Hàn lập đi ra khỏi phòng, lấy ra khối lệnh bài màu vàng nọ, một đạo quang hoa bắn ra, đem sương ngủ bốn phía dược viên chậm rãi tán đi. Kết quả tại phương hướng đông nam ngoài cấm chế, một gã nam tử áo vàng tuổi còn trẻ, mày rậm mắt nhỏ, mũi to hét lên nhưng đầu lại nhỏ hơn so với thường nhân vài phần, mặc dù thoạt nhìn cả người không thể nói cái gì xấu, nhưng thật sự có chút tức cười. Mà bộ dáng tu vi hắn chỉ có 8-9 tầng luyên khí kỳ, so với tu vi hàn lập biểu hiện ra còn thấp hơn. Thật không biết người này như thế nào lại hỗn nhập vào Lạc Vân Tông. chương 603, Tuyết Vân Hồ trong khi Hàn Lập đang đánh giá tướng mạo đối phương thì nam tử lại cười hì hì không khách khí đi thẳng vào dược viên đồng thời vô cùng nhiệt tình hô. Sư đệ cũng là thiên tuyển phong đệ tử nhưng ta thấy mặt sư đệ khá lạ, chẳng lẽ mới nhập môn năm nay. Như vậy cũng có thể tính ta là sư huynh thực sự của đệ rồi. Tại hạ họ Hàn, xác thực mới nhập môn thời gian trước. Sư huynh hắn là ẩn kiếm phong cao đồ, Hàn lập đem ánh mắt thu hồi sau đó cười cười nói. Nguyên lai là Hàn sư đệ, ta là ẩn kiếm phong khuê hoán cùng mấy vị sư huynh phụ trách trông coi linh thú vùng phụ cận, vị trí nằm tại khu vực Bình Nguyên cách đây khoảng trên dưới 10 dặm. Sư đệ nếu có dịp có thể đi qua xem một chút. Sư huynh ta tu vi mặc dù không cao nhưng cũng đã nhập môn 7, 8 năm. Mọi chuyện lớn nhỏ trong Lạc Vân tông này cũng như sư huynh đệ ở đây cũng không có gì là không biết. Sau này có vấn đề gì cứ việc hỏi ta vị sư huynh này tỏ vẻ rất thành thục. Hàn Lập mỉm cười, vị nam tử miệng lưỡi lưu loát trước mắt làm cho hắn nhớ tới vị tiểu toán bàn vạn sự thông trước kia ở Thất Huyền môn cũng rất nhanh tay lẹ mắt, miệng mồm lanh lợi. Hiển nhiên hai người đều thuộc cùng một dạng hàn lập trong lòng cảm thấy buồn cười đối với người này cũng không có gì ác cảm đa tạ hảo ý của sư huynh bất quá khuê huynh lần này đến đây có chuyện gì quan trọng hay sao hắn khoanh hai tay chớp mắt hỏi nghe hàn lập hỏi khuê hoán lộ ra ánh mắt có chút bối rối ngần ngừ một lúc sau mới gãi đầu nói chuyện cũng không có gì là quan trọng ta lần này đến đây nguyên là định tìm sư tỷ nhờ giúp một việc nhưng không nghĩ tới viên sư tỷ quản lý dược viên này đã năm sáu năm rồi thế mà nói đi là đi ngay Chuyện này thật có chút khó khăn, hỗ trợ, Hàn Lập trầm mặt nhíu mày, nhãn thần lộ một tia nghi hoặc. Kỳ thật cũng không có gì, sư đệ cũng biết, ngoại môn đệ tử chúng ta bởi vì lý do tư chất nên luôn luôn không được đệ tử nội môn coi trọng. Trong môn phái nếu có tiến hành phân phát pháp khí cùng đan dược thì tự nhiên không có khả năng đến lượt chúng ta. Mà Linh Thạch một năm khổ cực làm việc cũng không đủ mua nổi một ít đan dược nâng cao tu vi. Bởi vậy ta cùng mấy vị sư huynh đệ bắt một loại động vật nhỏ quý hiếm ở lục tung chiều trái cách đây không xa gọi là tuyết vân hồ đưa đến phường thị để bán. Loại tiểu hồ này mặc dù không phải là yêu thú nhưng được cái vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo đáng yêu, hơn nữa lại thông hiểu nhân tính. Cho nên được các nội môn nữ đệ tử phi thường hoan nghênh nên chúng ta cũng kiếm được một chút. Nhưng không lâu trước đây, trong ao đầm chúng ta lại phát hiện ra một loại dị trùng tuyết vân hồ, trên người lại có linh khí nhẹ nhẹ, tựa hồ đã tiến hóa thành yêu thú cấp thấp. Điều này tự nhiên làm cho mấy người chúng ta mừng rỡ, nếu có thể bắt sống con thú này, tối thiểu có thể bán được trên 100 linh thạch. Đây là vụ mua bán lớn khó gặp nhưng đáng tiếc tính tình chúng ta hậu đậu lại không cẩn thận nên làm cho con thú này từ trong tay lén thoát đi. Từ đó về sau yêu thú này trốn ở chỗ sâu trong ao đầm, không dễ dàng lộ diện nữa. Chúng ta mặc dù tìm kiếm hơn phân nửa lục tung chiều trạch, ngẫu nhiên lại đụng độ với con thú này mấy lần, nhưng chưa chờ chúng ta tới gần, nó đã chui vào bùn không còn thấy bóng dáng. Khi nói tới đây, Khuê Hoán lộ vẻ mặt tiếc nuối. Thấy Hàn Lập lộ ra vẻ đăm chiêu, hắn bỗng nhiên nói tiếp. Sau này mấy người chúng ta dình quan sát trong một đoạn thời gian thì phát hiện thấy loài dị trùng tuyết vân hồ này rất thích ăn địa hoàng tinh lâu năm. Đặc biệt dược tính của địa hoàng tinh ngoài 10 năm tuổi nó cực kỳ yêu thích. Chúng ta mấy người tính toán thấy rằng muốn đem con thú này dẫn dụ ra thì tối thiểu cũng cần địa hoàng tinh ngoài 50 năm nó mới có thể không để ý mà lọt vào bẫy. Nhưng sư đệ người cũng biết, Vô luận dược thảo gì một khi đã hơn 10 năm tuổi thì phải cần không phải vài khối mà phải mười mấy khối linh thạch mới có thể mua được. Chúng ta trước kia mặc dù trong tay cũng có chút tích cóp nhưng thời gian trước lại vừa mới hợp lực mua một bình tinh tiến tu vi đan dược, trong tay không còn có dư thừa linh thạch. Bất đắc dĩ ta mới nghĩ đến viên sư tỷ trông coi dược viên, hình như trong vườn còn có hai ba cây địa hoàng tinh nên nhân tiện qua xem. Nhưng không nghĩ tới, dược viên đã giao cho hàn sư đệ quản lý. Không biết hàn sư đệ có thể cho ta mượn một gốc hoàng tinh dùng một lát. Khuê hoán khi nói câu cuối cùng, thanh âm thấp xuống một ít, có chút ấp úng. Xem ra hắn cũng biết yêu cầu này có chút quá phận. Nghe đối phương nói xong, hàn lập trên mặt cũng không lộ ra vẻ mặt gì, cũng không nói đồng ý hay không đồng ý, trầm mặc một lát sau mới chậm rãi nói. Bên trong vườn xác thực có hai cây hoàng tinh ngoài 50 năm, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của sư huynh. Theo lý thuyết, khuê sư huynh lần đầu tiên tìm ta hỗ trợ, làm thân sư đệ, tại hạ không nên cự tuyệt nhưng sư huynh hẳn là biết thuốc bên trong vườn này hơn nửa linh dược tại hạ không có tư cách sử dụng một khi thiếu khuyết hoặc mất mát tại hạ căn bản không cách nào giao phó với sư thúc nói không chừng còn có thể bị trách phạt sự việc này tại hạ sợ rằng không cách nào trợ giúp được hàn lập nói một cách bình tĩnh dị thường làm cho hoàng sam nam tử đối diện nghe không khỏi lộ ra vẻ thất vọng sư đệ yên tâm ta chỉ muốn mượn linh thảo này mấy ngày mà thôi một thời gian sau sẽ trả về nguyên vật về phần nhổ và mang linh thảo này đi ta tuyệt đối cực kỳ cẩn thận sẽ không xảy ra sai lầm gì đương nhiên sư huynh đệ chúng ta cũng không phải mượn linh thảo này không sau khi đắc thủ cũng sẽ phân giao cho sư đệ một phần linh thạch tuyệt không làm sư đệ thiệt thòi hắn còn có chút không cam lòng tiếp tục khuyên nhủ hàn lập xin lỗi sự tình trọng đại tại hạ sẽ không cho mượn linh thảo trong dược viên được bất quá sư huynh nếu trong tay không có nhiều linh thạch tại hạ cũng có tích cóp một ít có thể cho sư huynh tạm mượn đi tới phường thị mua một gốc cây khác trở về. Hàn lập đầu tiên là cự tuyệt rất kiên quyết, nhưng theo sau giọng nói vừa chuyển, mỉm cười và nói ra chuyện cho mượn linh thạch. Nghe lời nói trước của Hàn lập, Hoàng Sam Nam tử sắc mặt nguyên vốn có chút khó coi nhưng sau khi nghe được câu sau thì tinh thần đại chấn. Nhất thời kinh hỉ hỏi, sư đệ có nói thật không? Nếu là cho mượn linh thạch thì tự nhiên không cần sử dụng linh dược, Bất quá một gốc linh thảo vài chục năm như vậy tối thiểu cũng phải hơn 30 khối linh thạch mới có thể đổi được. Sư đệ thật có nhiều như vậy, Khuê Hoán sau khi kinh nghỉ lại lộ ra một tia hoài nghi. Dù sao đối với một vị luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, số linh thạch này cũng là không nhỏ. Số linh thạch ấy do sư đệ tích góp trước khi nhập môn, hôm nay nhất thời cũng chưa cần dùng tới, nhân tiện cho sư huynh tạm mượn dùng một thời gian. Dù sao nếu là chỉ sau mấy ngày mà kiếm thêm được linh thạch Hàn Mỗ cũng không muốn bỏ qua cơ hội khó gặp này Hàn Lập chậm rãi nói. Ha ha, nguyên lai like Hàn Sư Đệ cũng là người giành buôn bán. Sư Đệ cứ yên tâm, chỉ cần có hoàng tinh này thì việc bắt viết phân hồ này có thể nắm chắc chín phần. Khuê hoán lúc này mới biết được đối phương vừa rồi là nói thật, không khỏi vui mừng ra mặt. Hàn Lập cười không nói gì, tay thò vào túi chữ vật lấy ra hơn 20 khối linh thạch màu sắc khác nhau để ở trong tay, sau đó không chút do so dự đưa cho đối phương. Khuê hoán hết sức phấn khởi tiếp nhận linh thạch trong tay Hàn Lập, vỗ vỗ ngực cam đoan tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Bất quá sau khi cùng Hàn Lập tán dóc vài câu hắn nhân tiện lấy cớ có sự tình rồi cáo từ rời đi. Nhìn đối phương dần dần đi xa, Hàn Lập thu liếm vẻ cười trên mặt, sau đó nhẹ lắc đầu. Hắn tự nhiên sẽ không hy vọng đối phương hứa hẹn chuyện 30 khối linh thạch, chỉ bất quá không muốn vừa tới Lạc Vân Tông này liền đã đắc tội với một số người. Hắn còn muốn ở Lạc Vân Tông một đoạn thời gian dài, đối phương cũng là hạng người linh thông tin tức, nói không chừng sẽ có lúc nhờ đến đối phương. Nghĩ như vậy, Hàn Lập trên mặt không chút biểu tình đem cấm chế trong dược viên một lần nữa mở ra, quay trở về mật thất trong tiểu thạch sơn tiếp tục tu luyện. Tuy nhiên khuê hoán lại quay lại với vẻ mặt có vẻ không có hảo ý. Đối phương bây giờ tới nhà không phải vì trả lại linh thạch mà là mời Hàn Lập cùng ra tay đi bắt viết phân hồ. Sư huynh có mấy người mà muốn bắt một con yêu thú cấp thấp chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ. Hàn Lập nhếch miệng nói, trên mặt mang vẻ hồ nghi. Sư đệ có điều không biết, con tuyết phân hồ này giàu hoạt dị thường, chạy trốn nhanh như gió, phi hành pháp khí thông thường tựa hồ đều không thể đuổi theo nó được. Chúng ta nguyên bản mượn được từ một vị nội môn sư huynh Mê Tung trận pháp kỳ, vừa có thể bố trí Mê Tung trận nhỏ, đem con tuyết phân hồ này vây ở trong đó. Nhưng trong đó có một vị sư huynh hôm qua đột nhiên bị cấp trên giao nhiệm vụ nên thể có mặt. Vì vậy, pháp trận này thiếu mất một người, nếu chúng ta tìm thêm người khác thì đến lúc đó lại phải chia một phần linh thạch cho hắn sư huynh đệ chúng ta cũng đồng ý nên mới tới mời sư đệ ra tay. Đương nhiên, đến lúc đó Linh Thạch khẳng định sẽ phân cho sư đệ nhiều hơn một ít. Khuê hoán cười dài nói, Hàn Lập nghe lời này, sờ sờ cằm, trở nên trầm ngâm. Nếu là thời gian khác, đối phương mà tìm đến, hắn tự nhiên sẽ không vì tiểu sự này mà lãng phí thời gian, nhất định sẽ từ chối. Nhưng trước đó vài ngày, khi hắn đang bế quan tu luyện tầng thứ tư đại diễn quyết thì mơ hồ cảm thấy tâm tư phiền não, Thủy chung không cách nào bình tâm tĩnh khí được chắc là việc tu luyện công pháp đã gặp bình cảnh nên mới xuất hiện dấu hiệu này. Vì vậy cùng đối phương đi ra ngoài đi một chút, có lẽ là một chủ ý không sai. Dù sao việc đột phá bình cảnh còn phải phụ thuộc vào cơ duyên, không người nào có thể nói đúng. Sau khi suy nghĩ xong, Hàn Lập mới khẽ gật đầu nói. Nghe Khuê Sư Huynh nói và muốn đệ đi một chuyến, tiểu đệ thật là có chút tò mò không biết cái ao đầm đó rút cuộc ở nơi nào. Nói xong, Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chương 604, Lục Tung chiều trạch, thấy Hàn Lập đáp ứng yêu cầu trợ giúp, Khuê Hoán tự nhiên cực kỳ cao hứng. Lập tức cùng Hàn Lập ước định thời gian, địa điểm, sau đó vui vẻ rời đi. Qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập đem khởi động cấm pháp động phủ sau khi đó rời dược viên đi thẳng đến địa điểm ước định. Hắn chân đạp một thanh phi kiếm pháp khí, tốc độ không nhanh không chậm. Lại nói cũng buồn cười, thứ pháp khí này kể từ khi kết đan đến nay đã nhiều năm không sử dụng qua một thanh thượng dài pháp khí này cũng làm hàn lập thật vất vả mới tìm được trong túi chữ vật ra về phần pháp khí thấp hơn hắn thật sự không cách nào tìm ra sau nửa khắc phi hành hàn lập đáp xuống một nơi thoạt nhìn như một đỉnh núi nhỏ nơi này đúng là chỗ hắn cùng đám người khuê hoán ước định gặp mặt nơi này hoàn toàn tĩnh lặng không một bóng người hàn lập cũng không lộ ra vẻ lo lắng vì hắn đến sớm hơn so với thời gian ước định một chút hàn lập cũng không có khách khí ngay lập tức tại đỉnh núi tìm một khối đá sạch sẽ ngồi trên đó đả tỏa vận khí, thổ nạp thiên địa linh khí. Qua một lúc lâu sau, khi phía chân trời mơ hồ nhúm màu hồng thì mới thấy xuất hiện mấy điểm đen từ các hướng chậm rãi bay tới. Vừa nhìn thấy tốc độ phi hành của những người này, Hàn Lập sờ mũi cười khổ. Kết quả sau một đoạn thời gian, những người này bay với tốc độ như sen bò trong mắt Hàn Lập rút cuộc cũng bay đến Tiểu Sơn. Hàn Sư Đệ, người đến so với chúng ta sớm hơn một ít. Thật là có ý tứ, Khuê hoán đứng trên không trung cười hì hì nhìn hàn lập lớn tiếng hô. Dưới chân là một kiện pháp khí hình vòng tròn, đây chính là pháp khí phi hành cấp thấp thống nhất sử dụng cho đệ tử nội môn lạc phân tông. Khó trách tốc độ mấy người lại chậm như thế, vừa nói chuyện, khuê hoán vừa mang theo những người khác đáp xuống. Không có gì, ta cũng chỉ là vừa đến xong mà thôi. Mấy vị sư huynh này là toàn bộ nhân thủ tham gia sao? Hàn lập từ tiểu sơn đứng lên, xoay chuyển ánh mắt liếc nhìn ba người khác một cái hắc hắc, để bắt viết phân hồ, năm người vừa đủ bảy ngũ hành mê tung trận. Nhiều người, linh thạch sẽ phải chia sẻ nhiều, ba vị này là mã sư huynh, tập sư huynh, còn có vương sư huynh. Khuê hoán vẻ mặt tươi cười chỉ từng người một giới thiệu với Hàn Lập. Ba người tuổi cũng không quá lớn, lớn nhất trong đám này là vương sư huynh, tuổi vào tầm 35 đến 36, tướng mạo nho nhã, một thân bạch y tung bay, phong tư có chút tiêu sái. Trong mấy người này tu vi hắn có vẻ cao nhất, ước chừng luyện khí kỳ tầng thứ 11. Hai gã thanh niên khác, một người vóc dáng ục ịch, một người thì sắc mặt vàng vọt cũng chỉ vào khoảng 27-28 tuổi, tu vi tại tầng thứ 10 luyện khí kỳ. Chuyện hàn sư đệ, ta cùng hai vị sư đệ đây cũng đã nghe nói. Thực sự may mắn là nhờ có sư đệ cho mượn linh thạch tương trợ nếu không chúng ta hoàn toàn không có biện pháp bắt con yêu hồ này. Vị vương sư huynh này khí vũ bất phàm, sau khi khuê hoán giới thiệu xong nhân tiện mỉm cười với hàn lập nụ cười rạng rỡ làm cho người ta cảm giác như có gió xuân thổi qua hai người đồng dạng nhìn hàn lập với ánh mắt đầy thiện ý xem ra chuyện hàn lập cho mượn linh thạch đã gây ấn tượng tốt với bọn họ sư huynh không cần khách khí ta bất quá chỉ muốn kiếm thêm một chút linh thạch mà thôi hàn lập tự nhiên nói khách khí vài câu linh thạch này có lẽ đối với chúc cơ kỳ tu sĩ không tính là cái gì nhưng đối với luyện khí kỳ đệ tử chúng ta mà nói đều không phải có thể dễ dàng mượn từ người lạ chỉ cần điểm này thì Hàn Sư Đệ là một người có thể kết giao. Vương mỗ thực sự xem Sư Đệ như bằng hiếu bạch y tu sĩ họ Vương lắc đầu, vẻ mặt chân thành nói. Hàn Lập nghe xong trong lòng âm thầm gật đầu, không khỏi phải đánh giá lại. Vị Vương Sư Huynh này bất luận khí độ, tu vi cách đối nhân xử thế đều không phải tầm thường. Xem ra hắn chính là thủ lĩnh của chuyến đi, vì vậy Hàn Lập mỉm cười, đang định nói cái gì đó thì khuê hoán nhìn sắc trời, sau đó đột nhiên sen miệng nhắc nhở. Vương Sư Huynh, Hàn Sư Đệ, có cái gì nói chúng ta trên đường nói lấy tốc độ chúng ta nếu còn trì hoãn thì đến lục tung chiều trẻ cũng chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian đi bắt viết vân hồ dù sao chúng ta không có khả năng rời khỏi môn phái lâu lắm khuê sư đệ nói rất có đúng đích xác không thể lãng phí thời gian được nữa chúng ta bây giờ lên đường chờ sau này có cơ hội sớm sẽ cùng hàn sư đệ nói chuyện vương sư huynh gật đầu tỏ vẻ đồng ý vì vậy mấy người cùng thả pháp khí ra phóng lên cao gì, sư đệ lại dùng pháp khí do mình tự mua pháp khí này tối thiểu cũng là trung giai pháp khí chẳng lẽ sư đệ cũng xuất thân là đệ tử gia tộc mấy người vừa mới bay lên khuê hoán nhân tiện thấy phi kiếm dưới chân hàn lập thì không khỏi vừa phi hành vừa kinh ngạc kêu lên cho dù là trung giai pháp khí thì đối với luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử bọn họ mà nói cũng đồng nghĩa với số lượng linh thạch rất lớn vương sư huynh thấy cảnh này trên mặt cũng lộ ra một tia kinh nghi mặc dù không nói gì thêm nhưng trong mắt hiện lên vẻ khác thường về phần tu sĩ béo mập cùng tu sĩ ra mặt vàng vọt kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn mỗ một thân một mình nào có gia tộc nào, chỉ bất quá mấy năm trước, tại hạ có học được một chút bản lãnh luyện chế phù bảo thô thiền. Cho nên khi tán tu cũng cũng thu được một chút linh thạch. Nếu không tại hạ cũng không thể hào phóng như thế, một lần cho khuê sư huynh mượn nhiều nhiều linh thạch như vậy. Hàn lập trước đã sớm dự kiến tình huống này xuất hiện bởi vậy sau khi mỉm cười, nhân tiện giải thích. Nghe Hàn lập vừa nói, mấy người này đầu tiên là lộ ra vẻ chợt hiểu, tiếp theo lại tỏ vẻ hâm mộ dị thường. Chế phù, không nghĩ tới hàn sư đệ lại còn có loại bản lãnh như thế. Sư đệ nếu có thể kiếm linh thạch từ chế phù thì cảnh giới luyện chế hẳn không kém mới đúng. Không biết bây giờ sư đệ có thể luyện chế phù cấp bậc nào? Vị mã sư huynh ục béo mập thu hồi vẻ kinh hãi, có chút tò mò hỏi. Chủ yếu là luyện chế linh phù sơ cấp hạ bậc, sơ cấp trung giai ta cũng có thể luyện chế hai loại, bất quá xác suất thành công không cao. Hàn Lập cũng không che giấu nói. Hàn Sư Đệ có thể luyện chế trung giai linh phù. Lần này ngay cả Vương Sư Huynh cũng động dung, không khỏi dương hai mắt nhìn Hàn Lập. Đúng, ta có thể luyện chế lôi hỏa phù cùng kim cương phù. Nhưng đáng tiếc trong năm sáu lần mới có thể thành công một lần mà thôi, sau khi trừ tiền vốn mua tài liệu ra thì căn bản không kiếm được mấy linh thạch. Hàn Lập mặt không đổi sắc nói. Hàn Sư Đệ khiêm nhường quá. Theo ta được biết, Ngoài môn đệ tử có thể luyện chế được trung giai linh phù chỉ có ở Hỏa Vân Phong vốn là nơi lấy luyện phù làm việc chính, ngoài ra cũng không mấy người có thể làm được. Nhưng bằng chiêu thức ấy, sư đệ sau này có thể khiến linh thạch chảy vào không ngừng. Không giống chúng ta mấy người, mỗi ngày phải khổ tâm suy nghĩ tìm phương pháp kiếm linh thạch. Vương sư huynh thở dài một hơi, có chút cảm khái nói. Mấy người khác nghe lời này, sắc mặt nhất thời đều ảm đạm, hiển nhiên Vương sư huynh nói thế đều động đến nỗi đau của bọn họ mấy vị sư huynh đánh giá ta cao quá, phù bảo ta luyện chế ra không phải là linh phù cao cấp, mà ta lại không cách nào cả ngày ở phường thị để bán mấy loại phù ít khi dùng đó cho nên thu hoạch cũng không nhiều như mấy vị nghĩ đâu. Ta xem mấy vị sư huynh đi bắt viết vân hồ để làm sinh ý cũng tốt đấy chứ. Hàn lập mục quang vi động, cất giọng nói, nghe lời này, khuê hoán mấy người sau khi nhìn nhau vài lần rồi tất cả đều mặt lộ vẻ cười khổ. Vương sư huynh lại mở miệng nói, sư đệ có điều không biết, việc bắt tuyết vân hồ này chúng ta không thể làm được nhiều lần. sau chuyến này chúng ta không thể lại đi lục tung chiều trạch được nữa. tại sao? hàn lập ngẩn ra một lúc rồi kinh ngạc hỏi. một là bởi vì tuyết vân hồ nơi này đã bị chúng ta bắt gần hết rồi, không còn lại là bao. hai là tuyết vân hồ bây giờ cũng có chút khó bán. dù sao tuyết vân hồ bình thường cũng không phải là yêu thú chính thức, nữ đệ tử nguyện ý mua nó cũng chỉ có một tiểu bộ phận mà thôi. Các sư tỷ tu vi hơi có chút thành tựu đều là muốn bắt một con yêu thú làm linh thú cho chính mình. Khuê Hoán giải thích, nguyên lai là như thế. Xem ra mấy vị sư huynh sau này xác thực phải tìm phương pháp khác. Hàn lập lộ ra ánh mắt đồng tình. Vương sư huynh nghe vậy, lắc đầu nhưng không nói gì nữa. Cứ như vậy, năm người nhất tề bay ra khỏi phạm vi cấm chế của Lạc Vân Tông, sau đó biến đổi phương hướng, bay thẳng đến giữa Vân Mộng Sơn. Hàn sư đệ, vị trí lục tung chiều chạy ở vào một địa điểm rất xảo diệu là nơi thế lực lạc vân tông cùng cổ kiếm môn giao nhau. Nhưng bởi vì nơi này địa điểm hẻo lánh, có nhiều chướng khí nên có rất ít đệ tử khác đi vào trong đó. Cho nên mấy người chúng ta mới có thể tự do bắt tuyết vân hồ làm sinh ý. Đây là một lọ đan dược khu trừ chướng khí, sau khi bay vào đó, sư đệ nhất định cứ cách một đoạn thời gian phải ăn vào một viên. Nếu không thì thượng nôn hạ tả không ngừng, vương sư huynh trên đường đột nhiên ném cho hàn lập một cái bình nhỏ màu xanh biếc và dặn dò. Đa tạ sư huynh đã lo lắng. Hàn Lập không khách khí tiếp nhận bình đan dược, thu vào túi chữ vật. Bất quá với tu vi hắn bây giờ đương nhiên sẽ không sợ hãi trường khí cái gì, chỉ có trời biết hắn có dùng hay không đan dược này. Năm người phi hành mấy canh giờ, sau khi lướt qua một ngọn núi cao lớn, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, xuất hiện một thung lũng lớn tươi xanh với nhiều loại cây cao thấp khác nhau mọc xen kẽ. Nhưng giữa những tán cây xanh lại mơ hồ có lớp vụ khí màu phấn đỏ nhạt phiêu phù. Đến nơi rồi, chúng ta hạ xuống. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Vương Sư Huynh cảnh báo, sau đó một chân dẫm pháp khí dưới chân, dẫn đầu hướng về phía vũ khí phóng đi. chương 605, Hồ Hiện, Hàn Lập không nhanh không chậm hạ xuống sau cùng. Nhìn thấy những người trước mặt phục dụng đan dược khu trừ chướng khí, trên mặt bóng hiện lên vẻ mỉm cười. Với thể chất đã qua tẩy tủy dịch kinh như hắn thì trường khí tự nhiên chỉ trong một lần hô hấp liền bài trừ sạch sẽ. Lúc này khi mấy người hạ xuống khoảng không cách mặt đất hơn 10 trường liền bắt đầu phi hành về phía trung tâm của đầm lầy yêu hồ kia rất cơ linh nếu muốn bắt nó chúng ta chỉ có một cơ hội mà thôi cho nết nhất định phải tìm một chỗ rộng rãi để nó không thể đào thoát mới bố trận được phía trước không xa có một khoảng bằng phẳng như thế thì không sợ nó chui vào bùn trốn mất vương sư huynh như đã định liệu trước nói xem ra vì lần hành động này mà hắn đã sớm tính kế chu toàn những người khác luôn luôn xem vị sư huynh này như người dẫn đầu tự nhiên không có ý kiến gì mà hàn lập lại im lặng mỉm cười sau một lát năm người đã bay đến một khoảng đất có cỏ xanh trải dài ở phía xung quanh xa hơn một chút có lơ thơ lác đác vài lùm cây bụi nhỏ lúc này không đợi vương sư huynh mở miệng bọn người khuê hoán liền tự động hạ xuống mảnh đất bằng kia quan sát toàn bộ xung quanh sau khi mấy người thương lượng xong khuê hoán liền đi đến vị trí trung tâm của khoảng đất đào một cái hố nhỏ rồi cẩn thận lấy hoàng tinh từ túi chữ vật mà bọn hắn mua được ở phường thị gia đem nó trôn ngập một nửa lấp thêm một ít lớp đất bên ngoài khiến cho nó nhìn tự nhiên một chút lập tức một luồng hương thơm nhẹ nhàng khoách tán ra. Tốt, vậy là được rồi. Khứu giác tuyết vân hồ rất linh mẫn, với dược tính của Hoàng Tinh đã hơn 50 năm tuổi này thì cho dù nó ẩn nấp dưới đất ba thước cũng sẽ tự mò đến. Đúng rồi, cây mê tung kỳ này hàn sư đệ hãy cầm lấy đi. Khuê hoán đứng dậy, cực kỳ hài lòng phủi phủi tay, sau đó sực nhớ đến cái gì đó liền lấy một cây cờ màu trắng từ trong túi chữ vật ra đưa cho hàn lập. Hàn lập gật gật đầu, thần sắc như thường đón lấy cây cờ nhỏ, lúc này vị vương sư huynh kia bắt đầu phân phó mọi người. Mọi người hãy tìm vị trí tốt đứng ở trên không, đợi khi yêu hồ xuất hiện, nghe ta hô to ra lệnh thì đem trận kỳ chĩa xuống để biến cả khoảng đất phía dưới thành huyễn trận tạm thời khốn trụ. Tin rằng yêu hồ kia vừa mới tiến dai không lâu sẽ không có khả năng phá trận thoát ra. Vương sư huynh thần sắc trịnh trọng nói, những người khác liên tục gật đầu xương phải, vì thế mấy người liền ngự khí phi hành lên trên cao, cách mặt đất khoảng 5, 60 trượt, phiêu phù bất động, sau đó thi triển loại ẩn hình pháp thuật thô thiển để ẩn tàng đồng thời cầm chặt trận kỳ trong tay liên lụy đến một lượng lớn linh thạch mấy người khuê hoán tự nhiên đều có thần sắc khẩn trương mắt không chấp nhìn chòng chọc xuống dưới cho dù là vị vương sư huynh kia thì mắt cũng lấp lánh bộ mặt rất ngưng trọng so ra thì biểu hiện của hàn lập là thoải mái nhất một tay hắn cầm trận kỳ màu trắng tay kia để sau lưng ánh mắt cực kỳ nhàn nhã đảo quanh nhưng trên thực tế thần thức hàn lập sớm đã bao trùm phạm vi vài trăm trượt nếu có ngọn cỏ lay hay cơn gió thổi thì hắn chính là người biết đầu tiên. Do đó nơi này nháy mắt đã trở nên yên tĩnh vắng lặng, bốn bề đều không có một tiếng động. Sau thời gian một thời thần cũng chẳng có động tĩnh gì. Khuê hoán đứng ở trên pháp khí cử động cái cổ có phần nhức mỏi, trên mặt lờ mở hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Hắn nhìn nhìn vương sư huynh, có chút trần chờ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại thôi. Dù sao để bắt được yêu hồ, việc đợi chờ thêm một lúc nữa cũng chẳng có gì phải oán thán lại thêm nửa canh giờ trôi qua khi tất cả mọi người đều thấp thỏm lo lắng thì hàn lập đang đứng bất động trên pháp khí thần sắc đột nhiên biến đổi mà khuê hoán cũng đã không nhẫn nhịn được liếm liếm môi muốn lên tiếng nói với mọi người nhưng lúc này bên tai hắn liền truyền đến âm thanh lạnh lùng của hàn lập cẩn thận linh hồ đã đến rồi nó trốn tại bụi cây ở hướng tây đừng khiến nó kinh sợ mà chạy mất khuê hoán vừa nghe xong trong lòng hoảng sợ môi lập tức mím lại ánh mắt đồng thời quét xuống bên dưới nhìn về phía tây. Ba người còn lại cũng nghe lời truyền âm của Hàn Lập. Bọn họ đều kinh ngạc, nhìn nhìn về phía đó nhưng lại chẳng phát hiện được gì dị thường, trong lòng có chút bán tín bán nghi. Nhưng tâm tư lơi lỏng đã trở nên cảnh giác, đợi thêm thời gian một bữa cơm, trong ánh mắt kinh hỉ của mọi người xuất hiện một con thú nhỏ, chỉ dài hơn một thước, toàn thân khiết bạch như tuyết từ trong bụi cây từ từ đi ra. Nó đi một bước, quay đầu một cái, nhìn nhìn xung quanh, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Tình cảnh này khiến cho tâm tư bốn người còn lại trở nên cảnh giác, đồng thời nắm chặt lấy trận kỳ trong tay, không chút thở mạnh. Bạch Hồ không ngẩng lên nhìn, khi thấy bốn phía chẳng có gì khác thường, cuối cùng lá gan cũng lớn hơn một chút. Cặp mắt màu xanh biếc bắt đầu nhìn tròng chọc địa hoàng tinh ở phía xa, bốn chân gión rén nhẹ nhàng đi qua. Tuy nhiên khi cách hoàng tinh khoảng hơn chục trượng thì đột nhiên dừng bước, cái mũi màu hồng ngửi ngửi vài lần, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc dường như phát hiện ra điều gì đó. Tình hình này khiến cho vương sư huynh không giữ được bình tĩnh, hắn mở miệng hô lên một tiếng động thủ, trận kỳ trong tay liền hóa thành một đạo hoàng quang bắn xuống. Đám người hàn lập nghe vậy cũng không trần chờ, đồng thời hướng trận kỳ xuống dưới, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Năm đạo hào quang màu sắc khác nhau khi tiếp xúc lập tức biến mất vô hình. Một mảng vũ khí màu vàng đột nhiên xuất hiện xung quanh khoảng đất phía dưới, đem chu vi bao vây chặt chẽ, ngũ hành mê tung trận liền hình thành. Tuyết Vân Hồ ở trong trận pháp thấy thế liền biết rằng mình đã trung kế. Sau khi kêu lên mấy tiếng kinh hoàng, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo bạch quanh tiến vào trong hoàng vụ để tìm cách thoát thân. Thấy cảnh này thần sắc bọn vương sư huynh lại thoải mái, không có ý tứ lo lắng. Bởi vì bạch hồ này vừa tiến vào trong huyến trận lập tức bị huyến cảnh do huyến trận biến ra làm cho đầu óc quay cuồng, chỉ có thế quay lui quay tới mà thôi, căn bản không thể thoát ra. Bọn họ tự nhiên mừng rỡ để cho con thú này kiệt sức rồi sẽ nhẹ nhàng bắt lấy khi mấy người thấy hành động đã đại công cáo thành, vẻ mặt người người đều hớn hở. Còn bạch hồ kia sau khi loanh quanh một lúc trong hoàng vụ, thân hình run rẩy vài cái liền ngã vật ra mặt đất, không đứng dậy nữa. Điều này khiến cho bọn người khuê hoán kinh hãi, không nhịn được đưa mắt nhìn nhau. Nhưng sắc mặt vương sư huynh lại trầm xuống, chấn định nói. Không nên giải khai cấm chế, chúng ta tiếp tục duy trì pháp trận. Mã sư đệ, người bay xuống xem xem có chuyện gì, mê tung trận này chỉ có khả năng khốn địch chứ không thể công kích con bạch hồ này giảo hoạt hơn phân nửa là giả chết mà thôi hắn dặn dò và phân phó thanh niên mập lùn một phen nghe vậy ba người kia liền bớt lo lắng một chút còn tên thanh niên họ mã kia không nói hai lời bay xuống dưới mà khóe miệng hàn lập lại nhếch lên cười như không cười liếc nhìn một cái một lời cũng chẳng thốt ra không biết trong lòng đang nghĩ gì vị mã sư huynh kia vóc dáng vừa béo vừa lùn kia nhưng động tác quả thực không chậm sau một lát hắn đã bay vào trong hoàng vụ đi tới vài bước đến cạnh thân hình bạch hồ. Hắn cũng cẩn thận, không nói hai lời, trước tiên cầm lấy đuôi bạch hồ rồi mới yên tâm lắc lắc vài cái. Kết quả bạch hồ như đã chết, không có phản ứng. Lần này thanh niên béo lùn có chút kinh hoàng, nhanh chóng đem con thú lại gần bên tai, ngưng thần lắng nghe. Sau một lúc trong hoàng vụ đột nhiên truyền lại âm thanh kinh hoàng thất thố của thanh niên họ mã. Sư huynh, các người màu xuống đây, thân thể bạch hồ đã lạnh, tim cũng chẳng đập, dường như đã chết thật rồi không có khả năng vương sư huynh vừa nghe không nhịn được biến sắc sư huynh chúng ta đem trận pháp thu lại đi linh lực của chúng ta cũng không duy trì được cấm chế bao lâu nữa khuê hoán ở một bên có chút nôn nóng nói còn tu sĩ họ tập mặt mày vàng vọt kia tuy không nói gì nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng nếu yêu thú đã chết thì giá trị không được bao nhiêu tiền cả được trước tiên thu hồi trận pháp đã mã sư đệ cũng đã túm lấy bạch hồ rồi vương sư huynh chỉ do dự một chút rồi gật gật đầu đáp ứng Hàn Lập nghe vậy, thần sắc như thường, sờ sơ cầm, không nói tiếng nào. Lập tức trong miệng của mấy người bọn họ niệm niệm vài từ, năm đạo hào quang từ trong vũ khí bắn ra, lại biến thành mấy cái trận kỳ rơi vào tay bọn họ. Nghe vụ màu vàng trong tích tắc đã biến mất, lộ ra thân hình béo lùn của thanh niên họ mã, hắn đang đưa một tay vào dưới lỗ mũi của Bạch Hồ để kiểm tra gì đó. Thấy thế ba người vương sư huynh đều có vẻ mặt âm trầm. Nhưng Hàn Lập lại đứng ở một chỗ không động đậy, thậm chí còn nhìn Bạch Hồ vài lần, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. chương 606, truy nặc, mẹ kiếp, con quỷ này chẳng còn khí tức gì nữa. Chẳng lẽ lần này trắng tay, thanh niên béo lùn không đợi ba người bọn vương sư huynh hạ xuống đã rụt ngón tay đặt ở mũi của Bạch Hồ về, đồng thời cực kỳ tức dân buông ra một câu chửi thô tục. Nói xong hắn liền ngẩng đầu nhìn ba người đang ở trên không, vẻ mặt hậm hực muốn nói thêm gì đó. Thần sắc ba người vương sư huynh ở trên đột nhiên đại biến, đồng thanh hô lên. Cẩn thận, yêu hồ còn sống, nó giả chết đó, ba lời cảnh báo khác nhau nhưng cùng biểu đạt cùng một suy nghĩ. Thanh niên béo lùn nó cũng cực kỳ cơ linh, nghe rõ xong những lời cảnh báo thì thần sắc cũng biến đổi nhưng không nghĩ ngợi gì, tay chấp lên đã xuất hiện thêm một lá phù màu trắng, hung hăng dán vào đuôi của bạch hồ đang bị hắn nắm giữ. Tuy nhiên động tác hắn đã chậm mất một chút, tay cầm lá phù vừa đi được nửa đường thì tay kia đột nhiên đã chuyển tới một trận đau nhói kịch liệt. Hắn hét to một tiếng, không tự chủ được năm ngón tay buông lỏng ra, bạch hồ đột nhiên soát một tiếng, vững vàng rơi xuống mặt đất. Trong sát na vừa nãy lông trên đuôi bạch hồ đã dựng lên, trở nên cứng nhọn như mũi châm đâm thủng bàn tay của thanh niên họ mã lỗ chỗ như tổ ong, máu me tràn ra. Ba người ở trên thấy thế, cực kỳ kinh nộ, vọt mạnh tới bạch hồ vừa mới rơi xuống đất. Nhưng con yêu thú không dễ dàng gì mới có được tự do nên đâu đứng ở một chỗ chịu chết. Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bạch ảnh bay ra xa hơn 10 trường. Sau vài lần nhảy đã trốn vào trong bụi cây gần đó. Đám người vương sư huynh dưới tình thế cấp bách động tác cũng cực kỳ nhanh nhẹn, ba người giống như một làn gió bay tới bao vây lùm cây, trước sau phóng xuất ra các loại pháp khí, từ từ tìm kiếm. Thế nhưng sau một lúc cả ba người đều ngạc nhiên, ở trong bụi cây trừ đất đá thì trống không chẳng có gì. Rõ ràng thấy tuyết vân hồ nhảy vào đây mà sao giờ chẳng có tung tích gì. Ba người ngẩn ra, nhất thời tay chân luống cuống. Di, Hàn Sư Đệ muốn đi đâu vậy? Khuê hoán sau khi phục hồi tinh thân, tự nhiên nhìn lên phía trên, ngạc nhiên kêu lên. Mấy người khác bây giờ mới phát hiện Hàn Lập đang giá ngự pháp khí, nhanh chóng ba về một nơi khác. Bọn người vương sư huynh không hiểu gì cả, lúc này bên tai bọn họ bỗng nhiên vang lên âm thanh của Hàn Lập. Mấy vị sư huynh đừng hoang mang, yêu hồ kia dùng chướng nhãn pháp, lén lút đột nhập vào đất, sư đệ chính đang dùng pháp khí truy đuổi nó. Đợi nó khi nào nhô lên mặt đất sẽ bắt sống. Nói xong lời này, thanh âm Hàn Lập tự nhiên biến mất, người cũng đạp phi kiếm hướng về phía vùng biên của đầm lầy dần dần đi xa vương sư huynh nghe vậy trong lòng vừa mừng vừa sợ sau khi hô gọi mấy người kia liền vội vội vàng vàng đằng không đuổi theo thân ảnh của hàn lập mấy người khuê hoán cũng bám chặt theo sau mã sư đệ tay ngươi không bị gì chứ tuy vội vàng nhưng vị vương sư huynh kia vẫn không quên quay đầu hỏi thanh niên béo lùn một câu cũng tạm tạm may mắn đám lông của con yêu hồ kia không có độc chỉ bị ngoại thương mà thôi thanh niên béo lùn bay ở sau cùng Vẻ mặt xấu hổ lý nhí đáp lời. Dù sao cũng là do hắn sơ suất mới để yêu thú trong tay thoát mất. Đồng thời còn dưới tình huống nhờ người khác nhắc nhở nữa chứ. Điều này khiến cho thanh niên họ Mã lúng túng, không có việc gì là tốt rồi, chúng ta mau truy đuổi theo đi, tuy không biết Hàn sư đệ dùng pháp khí gì mà có thể truy đuổi được yêu hồ đang độn thổ nhưng mọi người cũng nên nhanh bám theo. Vương sư huynh miễn cưỡng cười nói, Khuê Hoán nghe vậy cũng quay sang, liên tục gật đầu xưng kỳ nói: Tuy vậy cũng phải nói thêm con yêu hồ kia vừa mới tiến hóa, linh trí cũng không cao sao mà có thể giả chết lừa được ngay cả mã sư huynh cũng không phát hiện được. Thật khiến người ta bất ngờ, thanh niên béo lùn đang giữ bàn tay nghe vậy, trên mặt lại đỏ bừng. May mắn lúc đó vương sư huynh đã thấy hắn nói vài câu. Việc này cũng không thể trách mã sư đệ, cho dù là ta xuất thủ thì dưới tình huống như vậy cũng có khả năng trúng kế. Chỉ trách tuyết vân hồ kia quá giảo quyệt mà thôi. Nghe thấy thế, Thanh niên béo lùn nhìn Vương sư huynh với ánh mắt cảm kích, trong lòng cũng dễ chịu một chút. Ngay khi ba người kia nói chuyện thì thanh niên họ Tập đang im lặng truy đuổi theo hình như thấy việc gì đó không thể tưởng tượng, mở miệng hô to một tiếng. Mọi người nhanh nhìn kia, Hàn sư đệ đã tiến vào trong núi đá rồi. Chúng ta tiếp theo phải làm gì đây? Những người khác nghe thế liền kinh sợ nhìn về phía trước, lúc này mới phát hiện trước mắt là vùng biên của đầm lầy có một ngọn núi to cách khoảng vài trăm trượng đối diện với bọn họ là những bức tường đá màu xanh sắc nhọn chót phót. Mà Hàn Lập vừa mới ở trước vách đá đã không thấy đâu nữa. Bốn người mắt to nhìn mắt nhỏ, ngay cả vương sư huynh cũng choáng váng. Hàn Lập đích xác đang ở trong núi đá, tay hắn lúc này đang cầm ngọc như ý, toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng, trước người có một con tiểu lang nhỏ, dài khoảng vài thước màu vàng, thay thế hắn thi triển thổ độn thuật để mở đường. Chỉ thấy những chỗ mà con tiểu lang khí linh này đi qua tất cả đất đá đều hóa thành vô hình, hàn lập bám theo sau không nhanh không chậm trên mặt tràn đầy ý vị sâu xa mà trong phạm vi thần thức bao trùm của hắn có một điểm bạch quang ở dưới chân cách khoảng vài chục trượng đang liều mạng chạy về phía trước chính là bạch sắc tiểu hồ kia với thần thông của hắn thì hành vi giả chết vừa nãy cũng tuyết phân hồ tự nhiên không thể qua mắt được ngay cả việc nó lợi dụng bụi cây rồi độn thuật lén lút trốn đi cũng chẳng qua nổi sự giám thị thần thức của hắn nếu là yêu thú phổ thông cấp thấp hàn lập tự nhiên sớm đã để tỉnh mấy vị đệ tử ẩn kiếm phong kia để đưa lại chút nhân tình nhưng khiến cho hàn lập ngoài ý muốn chính là yêu hồ vừa mới xuất hiện thì hắn đã phát hiện ra chỗ dị thường trên thân của nó có một loại linh khí ba động rất quen thuộc hắn sau khi kinh ngạc liền tử tế xem xét mới phát hiện ra rằng nó có loại thanh linh chi khí tương tự như hóa thân bạch thỏ của cửu khúc linh sâm hàn lập tự nhiên cực kỳ vui mừng cho rằng mình lại tìm được hóa thân của thiên địa linh vật gì đây nhưng sau khi dùng thần thức xem xét kỹ càng thân thể của yêu hồ trong lòng liền bán tín bán nghi bởi vì thanh linh chi khí trên thân của nó cũng quá ít, so với cửu khúc linh sâm thì cách biệt nhau rất xa, còn lâu mới được một thành. Đồng thời hắn cũng phát hiện đây chính là thân thể thực, không phải là hình ảnh nguyễn hóa. Nếu không chỉ khơi khơi có cái ngũ hành mê tung trận sao có thể giam cầm được nó. Tuy xác định nó chẳng phải hóa thân của thiên địa linh vật nhưng Hàn Lập vẫn tò mò. Phỏng chừng khả năng nó từ tiểu thú tiến hóa thành yêu thú có quan hệ với loại thanh linh chi khí trên người này hắn lập tức có lòng muốn tìm hiểu căn nguyên nên để cho nó tùy ý giả chết thoát khỏi tai mắt của đám người khuê hoán tự mình đứng đi theo sau quan sát xem nó cuối cùng ẩn tàng bí mật gì đến khi tới trước vách núi đá con tuyết phân hồ không chút do dự hóa thành một đoàn bạch quang chui vào trong điều này khiến cho hàn lập đang âm thầm theo dõi nhanh chóng phóng xuất ra khí linh thổ thuộc tính trong cổ bảo của ngọc như ý cũng chỉ có thổ độn thuật của con tiểu lang mới có thể lặng lẽ âm thầm không kinh động yêu hồ nếu mà dùng phi kiếm phá núi mở đường thì nó chắc chắn sẽ bị kinh động chạy mất. Ngọn núi này hiển nhiên không nhỏ, Hàn Lập bám sát theo bạch hồ độn thổ mấy trăm trượng thì bạch quang đột nhiên ngừng lại, từ trong sơn thạch thoát ra, dường như xuất hiện trong một thạch thất bị phong bế. Trong lòng Hàn Lập đột nhiên mừng rõ, nhanh chóng ra lệnh cho con tiểu lang thổ thuộc tính gia tăng tốc độ độn thổ. Đồng thời tăng cường độ thần niệm, muốn lén lút tra xét thạch thất. Kết quả thần thức vừa mới đến gần chỗ đó thì bị một loại lực lượng cổ quái bắn ngược lại, không thể nào xâm nhập được. Di, Hàn Lập kinh dị kêu lên một tiếng, thân hình nguyên bản đang tiến tới bỗng chậm lại, trong lòng trở nên cảnh giác. Nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh thân hình khẩn trương, đồng thời bên tai truyền đến một thanh âm nhàn nhạt. Nếu khách nhân đã đến, sao còn chậm chạp lề mề vậy? Chẳng lẽ còn muốn lão thân mời ngươi vào? Thanh âm vừa mới phát ra, chung quanh thân hình Hàn Lập có vô số đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện, đồng thời một cỗ cự lực đẩy tới. Hàn Lập thì thấy trước mắt sáng ngời, đột nhiên xuất hiện trong một gian thạch thất. Trong lòng hắn đại kinh, Ngọc Như Ý trong tay đột nhiên hô lên, vòng bảo hộ hai màu vàng đỏ xuất hiện, đồng thời hé miệng phun ra vài chục đạo quang mang bay quanh bảo vệ toàn thân. Hàn Lập lúc này mới có thời gian nhìn kỹ xung quanh. Chương 607, Hắc Y thiếu phụ, không cần Hàn Lập phải tốn sức đi tìm, người vừa cất tiếng nói đang ngồi trên đài đá cách đó hơn 10 trượng. Đó là một thiếu phụ áo đen, trên đầu cài một chiếc châm bằng gỗ. Thiếu phụ có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng sắc mặt trắng nhợt, tái xanh, sóng mắt lay chuyển đầy nét dụ hoặc nhưng khiến cho Hàn Lập ngạc nhiên nhất chính là thiếu phụ bị cụt một cánh tay. Hàn Lập không nói gì, chỉ lặng lẽ thả ra pháp bảo, thấy cảnh đó thiếu phụ bật cười ngạc nhiên. Không ngờ đạo hiếu không phải là tu sĩ luyện khí kỳ mà là kết đan kỳ, ẩn nặc thuật thật là cao minh, chút nữa là ta không thể nhận ra rồi. Sóng mắt lưu động đầy vẻ mê ngươi khi thiếu phụ đó mỉm cười. Trên đùi của thiếu phụ là con tuyết phân hồ, đang nằm vô cùng thoải mái. Nó cũng dùng ánh mắt tò mò để đánh giá Hàn Lập, mười phần tinh minh. Hóa ra nơi này lại là chỗ tiềm tu của tiền bối, Hàn Mỗ thất lễ. Sau khi dùng thần thức đảo qua thiếu phụ đó thì Hàn Lập lạnh ngươi. Mặc dù đối phương đang ngồi ở đó nhưng mà cứ như là không hề tồn tại, thần thức dễ dàng xuyên qua thân thể của thiếu phụ, thậm chí không hề phát hiện ra một chút linh khí dao động nào. Điều này có thể chứng tỏ rằng đối phương hoàn toàn không có chút gì che giấu mà là tu vi của đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Xem cách nói và thủ đoạn vừa thi triển thì điều đó thực sự cũng không phải giả. Tinh thần của Hàn Lập lại càng cảnh giác hơn, nhìn người tuổi không lớn nhưng không ngờ là đã đến kết đan hậu kỳ. Không thể tin được, trong khi Hàn Lập đang ngẫm nghĩ kế sách thì thiếu phụ nâng lên đôi bàn tay trắng muốt như ngọc vuốt ve đầu của Tuyết Vân Hồ, ung dung nói: tiền bối đã quá lời rồi, vãn bối may mắn mới tu luyện đến cảnh giới này, chẳng biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì. Hàn Lập bình tĩnh trả lời, tên của ta thì có gì hay mà nói, có nói ra thì ngươi cũng không biết, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đồng lứa với ta cũng có rất ít ngươi biết ta. Thiếu phụ thở dài một hơi, nghe vậy Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó trong lòng lại lạnh lẽo, miệng cười khổ. Chẳng lẽ vị thiếu phụ này lại là lão quái vật ẩn tu, không xuất thế? dù thế nhưng hàn lập cũng không hề bộc lộ ra vẻ kinh hoàng dù sao theo thời gian tu vi ngày càng tăng học càng nhiều mật tịch hàn lập đối với tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không có quá sợ hãi như trước kia đặc biệt là vừa mới học được huyết ảnh độn càng khiến cho lá gan của hắn to hơn không ít nếu thực sự động thủ thì hắn hoàn toàn không có khả năng đánh lại nhưng hắn lại vô cùng tin tưởng vào khả năng chạy trốn của mình chỉ tội là hao tổn không ít máu huyết khẳng định phải bế quan vài năm là cái chắc quay trở lại mới nói không biết vì tiền bối thần bí này ẩn tàng ở đây ngay dưới mắt của ba phái chẳng biết có ý đồ gì, hay giống như hắn thấy nơi này linh khí sung túc mới tiềm nhập vào tu luyện. Nghĩ như vậy, mắt hàn lập khẽ đảo qua bốn vách thạch thất, trong lòng lại càng kinh ngạc. Cả một gian phòng không hề có bất cứ vật gì, ngoại trừ cánh cửa đi vào, đài đá mà thiếu phụ ngồi thì đến cái bàn cũng không có, căn phòng trống trơn thật khiến cho người ngoài có cảm giác lạnh lẽo. Hàn lập tinh ý nhận ra, vách tường bằng đá này vô cùng thô sơ, không hề giống với động phủ bình thường của tu sĩ thường là bị gọt đẽo chỉnh tề bằng phi kiếm hoặc pháp khí thạch thất giống như bị loại búa gì đẽo gọt thành cực kỳ nhám và lồi lõm thấy cảnh này trong mắt hàn lập hiện lên một tia dị sắc tựa hồ nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng hàn lập thiếu phụ cười khẽ nói đạo hữu nếu khó hiểu sao không có thử sờ qua tường đá xem như vậy có thể giải quyết được nghi vấn trong lòng hàn lập nghe thế trong lòng khẽ động nếu mà tiến bối đã nói như thế thì vãn bối sẽ không khách khí thực chất trong lòng hàn lập cũng có chút tò mò vừa rồi có dùng thần thức dò xét thử thì lại thấy nó hoàn toàn không khác gì đá bình thường hắn chậm rãi đi tới gần tường đá nhưng mà hắn vẫn cẩn thận dùng một tia thần thức giám sát thiếu phụ kia chỉ sợ thiếu phụ ra tay đánh lén dù đối phương chưa hề bộc lộ ra cái gì ác ý nhưng đã trải qua nhiều phen mưa gió nên tâm tính cẩn thận của hắn vượt xa thường nhân đến trước tường đá hàn lập lấy tay sờ sờ nhưng vẫn không phát hiện được điều gì khác thường sau khi ngẫm nghĩ một chút Đầu ngón tay chợt động, thanh quang chợt lóe, kiếm mang bén nhọn dài vài tấc bỗng xuất hiện tại đầu ngón tay. Hàn Lập vung tay lên, một tình cảnh không thể tin nổi xuất hiện. Kiếm mang sau khi công kích lên vách tường thì phát ra một trận âm thanh rồi bị ngăn lại, trên đó chẳng có lưu lại vết tích gì cả. Điều đó khiến cho Hàn Lập hơi hoảng sợ nhưng lại có vài phần không tin tưởng. Trong giây lát, tất cả linh lực truyền tới khiến cho kiếm quang mở rộng hơn một thước, hung hăng đánh mạnh vào vách đá. Tường đá vẫn bình thường, một vết xước cũng không thấy. Hàn lập lộ vẻ kỳ quái, không nói nhiều lời, chỉ tay tới phi kiếm đang bay trên đầu mình. Kiếm này hóa thành một đạo hào quang trực tiếp bắn tới, sau đó bay về. Kết quả lại chỉ xuất hiện một lỗ nhỏ, sâu chừng một tấc nhưng mà không ngờ, chỉ trong phút chốc đã liền ngay lại. Đây là cái gì mà lại có thể tự chữa trị? Chẳng lẽ tiền bối đang thi triển cấm pháp? Hàn lập hít sâu một hơi, khiếp sợ hỏi: Thi triển cấm pháp sao? Người cũng coi trọng ta quá. Loại thanh kim thạch này gọi là hấp linh thạch một loại tài liệu luyện khí vô cùng chân quý. Ngoại trừ dùng lực cực mạnh để phá hỏng thì không có bất cứ cái gì có thể tác động đến nó, ngay cả linh lực. Thiếu phụ thản nhiên nói, thanh kim thạch, thứ cho vãn bối kém cỏi, đúng là chưa từng nghe qua tên loại tài liệu này. Hàn lập cau mày, xoay người rời khỏi tường đá, trở lại chỗ cũ, chậm rãi nói. Hắc hắc, đạo hữu tất nhiên là chưa hề nghe qua tên của nó. Loại tài liệu này cho dù ở ngoài tự nhiên cũng vô cùng hiếm thấy, đến bây giờ ngươi còn biết về nó có lẽ chẳng còn mấy người. Thiếu phụ lơ đánh nói, Hàn Lập nghe lời này thì vô cùng chấn động đang định mở miệng hỏi thì thiếu phụ mỉm cười nói thêm. Đạo hữu mặc dù tu vi đã cao tới như thế này nhưng tư chất thì hình như không được tốt lắm. Phải nói là vô cùng kém, tới được giai đoạn này nhất định là có cơ duyên nếu không dù có tu luyện điên cuồng cũng chỉ có thể đến chút cơ là cùng. Người cùng ta gặp mặt cũng có thể là cơ duyên, nếu mà không chê thì ta có một loại bảo vật có thể trợ giúp người một tay cho vãn bối mượn bảo vật hàn lập nghe thế thì ngẩn ra nhưng ngay sau đó lộ vẻ kỳ quái đương nhiên là có điều kiện thứ nhất ta chỉ cho ngươi mượn mà thôi dùng xong phải trả nó lại nguyện vẹn thứ hai ta muốn ngươi thay ta làm một việc có thể nói đây là thù lao cho ngươi thiếu phụ hình như nhận ra sự nghi ngờ trên mặt hàn lập sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói sau đó bàn tay thò vào trong vạt áo một lúc rồi ấy ra một chiếc hộp ngọc hộp ngọc màu đen này chỉ to bằng bàn tay mà thôi vẻ ngoài vô cùng thô sơ còn có chút ánh vàng, trông rất cổ. Hàn lập nhìn khuôn mặt của thiếu phụ, sau đó lại nhìn chiếc hộp màu đen, không hề nói lên quyết định từ chối hay là chấp nhận gì. Sau khi trầm ngâm một hồi, hắn mới ngưng thần mà hỏi. Tiền bối trước tiên có thể giới thiệu qua về vật này cho vãn bối được không? Sau đó vãn bối sẽ quyết định, thấy hàn lập lộ ra vẻ trần chừ, thiếu phụ lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, đôi mi thanh tú nhớn lên, chỉ về phía chiếc hộp nói. Chắc linh nhãn chi thạch thì ngươi biết chứ, Bên trong hộp này chính là loại linh nhãn chi thạch cao cấp nhất linh nhãn chi ngọc, có nó tiếp thêm linh khí thì ít nhất cũng khiến cho giai đoạn trước kết anh giả anh ổn định thêm 3 phần, sau đó ngưng kết nguyên anh sẽ dễ dàng. Kiện bảo vật đã theo ta lâu năm, nếu không phải tu vi của ta không thể dựa vào khổ tu để tăng tiến thì cũng không dễ dàng đem cho ngươi mượn. Thiếu phụ nói xong thì khuôn mặt lộ vẻ tiếc nuối không muốn chút nào. Linh nhãn chi ngọc, ánh mắt Hàn Lập lay chuyển mấy lần, có vật này thì quá trình tu luyện của hắn có thể rút ngắn 3 lần lời từ chối trong miệng định nói ra đành nuốt lại không biết tiền bối muốn vãn bối làm cái gì nếu tu vi tiền bối mà còn không làm được thì vãn bối tham gia chỉ làm cho mọi việc dối hơn mà thôi hàn lập than nhẹ nói yên tâm ta không bảo ngươi giết người phóng hỏa đâu mà sợ tu vi ta dù cao nhưng vì chút nguyên nhân nên không thể rời khỏi nơi này một bước nhưng lại có một tín hàm cần chuyển người giúp ta giao nó cho một người là được thiếu phụ thấy hàn lập đáp ứng thì lộ vẻ vui mừng chỉ là đưa tin Lời này khiến cho Hàn Lập vô cùng ngạc nhiên, đúng thế, chẳng lẽ ngươi thật sự tin rằng ta sẽ bảo ngươi giết người phóng hỏa sao? Thiếu phụ một tay che miệng, cười khúc khích đầy vẻ dụ hoặc. Chương 608: Biến hóa. Hàn Lập nghe thấy lời này thì khuôn mặt đỏ bừng, nếu mà đưa tin thì vãn bối đáp ứng, chuyện mà chỉ cần nhấc tay nhấc chân để làm được thì hắn sẽ không từ chối. Thiếu phụ nghe thấy lời này thì phi thường cao hứng, không nói gì thêm, khoát tay, hộp ngọc bị một đoàn lục quang nâng lên, bay về phía Hàn Lập hàn lập lấy tay tiếp lấy nó đem thần thức đảo qua thì có vẻ như vật bên trong chính là linh nhãn chi ngọc thật với tâm tư cẩn thận của hắn tất nhiên rất muốn tận mắt kiểm chứng mới có thể nhận lấy nó vì vậy trên tay hắn chợt lóe lên ánh sáng xanh nhẹ nhàng vỗ lên chiếc hộp làm cho nó mở ra bên trong hộp mờ mờ ảo ảo một cỗ linh khí thuần khiết trong nháy mắt đã tràn ngập thạch động hàn lập trong lòng khẽ động nghi hoặc nhìn kỹ vào bên trong hộp chỉ thấy bên trong có một luồng ánh sáng trắng nhu hòa là một viên ngọc to khoảng vài tấc lấp lánh, khiến cho Hàn Lập giật mình chính là tận mắt trông thấy bên trong ngọc có một con trâu nhỏ màu xanh bằng ngón tay cái, không ngừng di chuyển, lắc đầu vẫy đuôi trông rất sống động. Thấy cảnh này sự kinh ngạc trong lòng hắn càng lớn hơn. Thế nào, linh nhãn chi ngọc này của ta là một bảo bối sắp hóa hình, linh nhãn chi thạch phổ thông không thể so sánh được với nó, mang theo nó tu luyện nhất định hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Thiếu phụ nhìn thấy vẻ khiếp sợ của Hàn Lập, đôi mắt lóe lên tia dị sắc nhưng sau đó lại mỉm cười giải thích. Không sai, nếu vãn bối có nó thì không cần tới 10 năm mà chỉ cần vài năm là đã có thể tiến vào cảnh giới giả anh. Hai mắt hàn lập nhìn viên ngọc bên trong hộp rồi đóng nắp lại, ngẩng đầu bình tĩnh nói. Bây giờ hắn mới tỉnh ngộ, hóa ra tuyết phân hồ đã nhiễm phải linh khí của linh nhãn chi ngọc nên trên người mới có linh khí, sợ rằng việc tiến hóa thành yêu hồ có liên quan tới bảo vật này bộ dáng chấn định tinh thần của hàn lập lại khiến cho thiếu phụ ngẩn ra không khỏi liếc mắt nhìn hắn một lần được rồi vật này đã giao cho ngươi hộp ngọc ngươi cũng cầm luôn đi nhưng sau đài đá ta còn có một cái hộp khác nữa bên ngoài hộp có phủ ấn ngươi lấy lá phủ xuống mang hộp ngọc cho ta là được bên trong hộp chính là tín vật mà ta muốn ngươi mang chuyển giúp thiếu phụ nâng tay vén nhẹ những sợi tóc trên trán thản nhiên nói bảo vãn bối lấy đồ vật gì cho tiền bối hàn lập nghe lời này vô cùng sửng sốt trên mặt lại hiện lên thần sắc nghi ngờ hừ còn sợ ta hại ngươi sao nếu mà ta tự làm được thì còn nhờ ngươi làm gì thiếu phụ nghe lời này thì không hài lòng cười lạnh sau đó nhấc tay vén ống quần lên kết quả lọt vào trong mắt hàn lập khiến cho hắn đại biến hai đùi khô gầy như que củi vẻ khô cằn bên ngoài ra thì một chút huyết sắc cũng không có trông vô cùng đáng sợ nhưng càng khiến cho hàn lập sợ hơn chính là trên đùi có vài sợi dây xích màu trắng quấn lấy một đầu trực tiếp xuyên qua xương một đầu thì chôn sâu xuống dưới nền đá hàn lập liếm môi dù nhìn thấy thiếu phụ như vậy nhưng cũng có mở miệng hỏi vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc và hoảng sợ hắn biết chắc chắn thiếu phụ sẽ nói lý do quả nhiên dù trên mặt thiếu phụ tràn đầy xương lạnh nhưng sau khi buông ống quần xuống liền giảng giải ta ở trong thạch sơn này tự tạo ra thạch thất còn dùng thứ này trói buộc hai chân cũng chỉ là để vây khốn chính mình mà thôi vây khốn chính mình hàn lập khó hiểu hỏi không sai Công pháp chủ tu u sát quyết của ta vô cùng khác với công pháp tu luyện bình thường. Dù tu luyện nó rất nhanh và uy lực cũng rất thần kỳ nhưng mà nó có một khuyết điểm chí mạng đó chính là khi tu luyện tới giai đoạn cuối cùng thì tâm tính dễ dàng bị thay đổi. Năm đó ta gặp được kỳ ngộ, thần thức cùng tâm trí cao hơn tu sĩ cùng cấp cho nên không hề để ý tới lời khuyên của người khác mà vẫn tu luyện công pháp này. Sau này không ngờ khi đại thành và tiến vào nguyên anh kỳ thì không thể tự kiềm chế nổi sát tính, tạo nên một trận mưa gió ở trong tu tiên giới tạo nên vô số cửu gia rồi bị một số tu sĩ Nguyên Anh kỳ vây đánh bị trọng thương, vế đi một cánh tay. Thiếu phụ quay đầu nhìn về bên vai trống giống, vẻ mặt không hề thay đổi nói. Sau khi khỏi thương thế thì ta suy nghĩ nếu sau này không thể tự kiềm chế lại đi ra ngoài thì cái chết chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi cho nên kiên quyết chế ra thiên hỏa thần liên cùng gian kim thạch này đem bản thân giam giữ tại đây. Bởi vì sợ bản thân tịch mịch rồi hối hận mà giải khai trói buộc ra ngoài nên ta đã mang chìa khóa thần liên này cho một người bạn giữ cũng có ước định là một khoảng thời gian thì đến xem tình hình ta có chuyển biến tốt đẹp không, nếu mà ổn định có thể mang ta thả ra. Nói đến đây, sắc mặt thiếu phụ bắt đầu trầm xuống. Nhưng mà không ngờ vì bạn thân này sau vài lần đến thì lại biến mất luôn, không có chút tin tức gì. Không hiểu hắn có xảy ra chuyện gì bất chắc không hay là có chuyện ngoài ý muốn nhưng mà từ đó ta bị giam tại chỗ này đến bây giờ. Bởi vì căn phòng được luyện chế từ thanh kim thạch nên cho dù ta là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, thần thức cũng chỉ có thể xuyên qua trăm trượng bên ngoài mà thôi. Cho dù nghĩ tới việc tìm người tới giúp cũng không có cách nào làm được. Thiên hỏa thần liên này đã dùng một loại tâm pháp cực kỳ đặc biệt tế luyện qua, nên tương thông với nguyên thần của ta, dù miễn cưỡng có thể dùng chân hỏa luyện chế nhưng nếu không cẩn thận ta có thể mất mạng ngay lập tức. Không ngờ lại có duyên gặp đạo hiếu, đúng là trời cao có mắt. Ta rút cuộc không cần phải ở lại đây nữa mà có thể rời khỏi nơi này." Thiếu phụ áo đen sau khi nói ra hết những lời này, đem tất cả lai lịch của bản thân nói ra một cách khái quát, trừ bỏ sự nghi ngờ trong lòng Hàn Lập. Nghe xong Hàn Lập vô cùng ngạc nhiên, nếu đối phương nói những lời thật thì sóng gió mà thiếu phụ trải qua thực sự không thể tưởng tượng được. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút Hàn Lập hỏi, ý của Tiền Bối chính là đem tin tới cho bạn của Tiền Bối nhưng đến hôm nay thì nhiều năm như vậy đã trôi qua vị tiền bối đó có còn sống hay không cũng không có xác suất quá cao. Không sai, chỉ cần đưa tin bảo hắn đem chìa khóa thần liên tới, còn việc hắn chết hay sống thì ngươi cứ an tâm. Ta cùng đối phương đã có giao ước rồi, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ mang vật đó cho người thân tín cất giữ. Nếu không tìm được hắn thì tìm hậu nhân hắn cũng giống như vậy. Thiếu phụ thở dài một hơi, lộ suốt nụ cười khổ. Nghe đến đó thì Hàn Lập cũng suy nghĩ, cảm thấy hợp tình hợp lý, tựa hồ không có gì sơ hở. Hắn không nói gì thêm nữa, đi ra sau đài đá tìm kiếm, quả nhiên ở đó có một cái lỗ sâu. Trước tiên hắn cẩn thận dùng thần thức dò xét một chút, sau đó vươn người, lấy tay thò vào bên trong lôi ra một chiếc hộp ngọc. Cái hộp này tỏa ra một mùi hương thơm ngát, có chút hố vàng, bên ngoài có khắc một đồ án ngọn lửa, trong hỏa diễm mơ hồ có bóng một người, đang nhìn trời gào rít. Mà mặt trước hộp có dán một đạo phù tỏa ra ánh sáng chói mắt, mơ hồ phát ra một loại uy áp khiến cho hàn lập khó thở. Hắn không nhịn được giật mình, nhíu nhíu mày, chính là nó, hàn đạo hữu chỉ cần xé bỏ tấm phù rồi đưa hộp cho ta là được. Thiếu phụ áo đen thấy cái hộp trong tay hàn lập không nhịn được trở nên kích động, mở miệng thúc giục. Hàn lập vốn đã định kéo tấm phù này xuống, tay đã chạm vào hộp ngọc nhưng sau khi nghe thấy thanh âm của thiếu phụ có chút run rẩy nhẹ nhẹ, bộ dạng hồi hộp, trong lòng nhất thời lại có cảm giác bất an. Hắn trần trừ một chút, rụt tay về, nhìn nhìn thiếu phụ. Kết quả lọt vào trong mắt khiến cho hàn lập một trận rét lạnh hai mắt thiếu phụ trở thành màu bích lục vô cùng dị thường, khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo tạo cho người khác một loại cảm giác vô cùng hung lệ, không còn chút nào của bậc tiên bối cao nhân lúc nãy nữa. Thiếu phụ vừa thấy Hàn Lập thu tay thì hơi ngẩn ra một chút, lập tức ý thức đến điều gì đó, màu lục trong mắt, khuôn mặt hung ác trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, khẩu khí chậm chậm nói. Hàn đạo hữu nhìn ta làm gì, vì sao không gỡ tấm phù đó xuống rồi đưa hộp ngọc cho ta. Không nên lo lắng, ta đem linh nhãn chi ngọc bảo vật hiếm có trên thế gian cho ngươi thì còn trần chờ gì nữa. Hàn lập nhìn thiếu phụ áo đen một chút, sau đó cúi đầu nhìn chăm chú vào tấm phù màu vàng trên hộp ngọc, không nói cái gì, nhíu mày, sau đó một tay cầm hộp chậm chậm tiến lại gần thiếu phụ. Hàn đạo hiểu, ngươi muốn làm gì? Đứng lại, đừng đi qua đây. Bộ dáng vốn thong dong của thiếu phụ khi vừa thấy Hàn Lập mang hộp có tấm phù lại gần thì thần sắc lập tức đại biến, không ngừng quát bảo dừng lại, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng chương 609, thi tiêu. Hàn lập thấy thiếu phụ lộ ra loại vẻ mặt này, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, trong mắt lóe lên hàn khí, không nói nhiều, khoát tay, hộp ngọc bay tới chỗ của thiếu phụ. Mặc dù không biết đối phương vì sao sợ lá phù đó nhưng nếu đối phương có ý đồ xấu hắn tất nhiên sẽ không khách khí. Thiếu phụ thấy tình cảnh này thì càng thêm hoảng hốt, trở nên thất thố, không chút nghĩ ngợi, cánh tay đập vào đài đá muốn bay lên để tránh. Nhưng mà làm sao có thể tránh khỏi cấm chế, vừa mới đứng dậy hơn trượng thì quanh thân lập tức lóe lên hồng quang sau đó lập tức bị kéo trở về vị trí cũ khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn lúc này hộp ngọc đã bay tới trước mặt thiếu phụ tạo ra một trận âm thanh bén nhọn phương hướng đột nhiên biến đổi hướng tới đỉnh đầu thiếu phụ sau đó từ bên trong lá phù quang mang phóng đại hiện lên vô số phù văn màu vàng từ trên hạ xuống người thiếu phụ không thiếu phụ áo đen tuyệt vọng hét lên khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo hình như thiếu phụ không hề có ý định đứng im tại chỗ chịu chết nhanh nhẹn lấy tay bị cụt che khuôn mặt, bộ dáng như là liều mạng đem khuôn mặt giấu vào trong áo. Phù văn cuối cùng cũng rơi vào vai của cô, ánh vàng chợt lóe, từ đó bốc lên một làn khói màu xanh. Thân thể thiếu phụ kịch liệt run rẩy, tiếng kêu thê lương không ngừng phát ra từ miệng, thanh âm vô cùng bén nhọn trói tai căn bản không phải là âm thanh của con người. Khuôn mặt Hàn Lập đại biến, không tự kiềm chế lui về sau mấy bước, lòng bàn hôi chảy đầy mồ hôi lạnh, một tay đặt lên túi linh thú có phệ kim trùng, một tay khác thì cầm chặt cổ bảo ngọc như ý, thần sắc ngưng trọng nhìn về đài đá, không nói lời nào. Càng nhiều phù văn hạ xuống thì khói màu xanh bốc lên càng nhiều. Một lát sau, cả đàn đá đã chìm trong làn khói, trừ thỉnh thoảng có ánh sáng vàng chớp động thì không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng mà bên trong làn khói xanh đó không ngừng vang lên âm thanh thảm thiết của thiếu phụ, không hề dừng lại mà cao vút, biến hóa lúc nam lúc nữ khiến cho người nghe sởn hết cả gai ốc. Hàn lập âm thầm kinh hãi, liếm môi đồng thời ngừng thở quan sát, theo làn khói xuất hiện vị thối tràn ngập căn phòng hắn chỉ vô ý hít vào một hơi liền cảm thấy vô cùng chóng mặt không khỏi hoảng sợ mấy loại khói mờ ảo này không ngờ cũng chứa chất độc đúng lúc này bên trong làn khói có tiếng động phát ra hàn lập dùng mình đang định tìm hiểu âm thanh đó là gì thì âm thanh lại tiếp tục vang lên một bàn tay đầy móng vuốt xuất hiện vẻ ngoài màu bạc hung hăng chụp về phía hàn lập đang đứng lùi lại ở một góc của thạch thất cánh tay giống như mãng xà có rỗi tùy ý vừa đánh ra đã dài tới vài trường trực tiếp muốn công kích lên vòng bảo hộ của hàn lập hàn lập dùng mình nắm chặt ngọc như ý trong tay đang muốn thi pháp khởi động thần liên màu bạc trên quỷ trảo đột nhiên co lại tiếp theo những đốm lửa bốc cháy lên tiêu trừ mùi vị thối giữa tiếng đau đớn cũng với tiếng thở rồn rập không ngừng truyền ra từ bên trong vũ khí quỷ trảo lại rút về hàn lập môi mím chặt nhìn vào bên trong làn khói vẻ mặt âm tình bất định hắn suy nghĩ một chút rồi lại lui về sau hai bước nữa áp chặt vào vách thanh kim thạch đồng thời rót linh lực vào ngọc như ý lập tức hồng quang trên người lại dày thêm vài phần hắn lúc này mới an tâm một chút sau thời gian một chén trà nhỏ thì tiếng kêu từ bên trong màn khói xanh dần thấp xuống quang mang trên phù cũng dần ảm đạm phù văn cũng trở nên thưa thớt không giống như ban đầu nữa xem ra lá phù đó có thể khắc chế tên gia hỏa không yêu không quỷ kia nhưng mà linh khí còn bên trong hữu hạn không biết đến khi linh lực hết thì đã khống chế được đối phương được chưa nữa Thấy tình cảnh này, trong lòng Hàn Lập tự đánh giá. May mắn điều mà Hàn Lập lo lắng không xuất hiện, sau khi tiếng kêu thảm thiết cuối cùng biến mất, trong làn khói trở nên trầm lắng, khói xanh biến thành tử khí nhưng mà kim quang trên lá phù cũng không có bị mất đi. Hàn Lập nhìn kim phù trên không trung, không lập tức tới gần mà chờ một lúc đợi đến khi kim quang hoàn toàn biến mất cùng hộp ngọc rơi vào bên trong làn khói xanh mới hành động. Hắn vung tay lên, tạm thời thu hồi túi linh thú. Sau đó tay bắt pháp quyết, tiếng niệm chú vang lên trầm thấp trước người xuất hiện một quang đoàn màu đỏ to bằng quả trứng gà. Nhìn nó một chút, Hàn Lập liền không trần trừ, nhẹ nhàng ném vào bên trong làn khói, không còn thấy bóng dáng. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, miệng khẽ quát nổ. Tiếng nổ vang lên từ bên trong đám khói, nhất thời tất cả bị đánh tan, một luồng khí nóng tràn ngập khắp thạch thất. Đối phó với mấy loại độc khói này thì công pháp hỏa thuộc tính là biện pháp hữu hiệu nhất. Khí nóng tác vào mặt nhưng Hàn Lập vẫn đứng im không nhúc nhích, chỉ trong mắt hiện lên vẻ khác thường, nhìn chằm chằm vào đàn đá kết quả đập vào mắt khiến hắn đột nhiên giật mình khô khốc nuốt nước miếng có chút lạnh người chỉ thấy trên đàn đá có một thứ gì đó giống hình dạng con người nằm bất động không biết sống hay chết sở dĩ gọi là thứ gì đó vì thân nó giải giống như người nhưng trên phủ đầy lông xanh hơn nữa còn tỏa ra một mùi hôi thối nồng đậm không ngừng tỏa ra dù không thấy rõ tướng mạo của nó nhưng mà có thể khẳng định chắc chắn không phải là người nó cùng với thiếu phụ áo đen lúc nãy giống nhau ở chỗ là cùng mất một cánh tay mà móng tay dài đen chính là quỷ chảo vừa rồi công kích hàn lập điều khiến cho hàn lập chú ý chính là bây giờ bên ngoài thân thể nó chính là ngân liên không chỉ buộc trên chân mà còn xuyên thủng từ ngực ra sau hoàn toàn khốn trụ nó hàn lập không suy nghĩ nhiều ngón tay điều khiển phi kiếm nhất thời nhiều ánh sáng xanh lóe lên chém liên tục vào người quái vật kết quả không ngờ lại phát ra những chuỗi âm thanh trầm thấp quái vật vẫn bình yên vô sự hàn lập nhếch miệng cười khổ nhưng mà trong lòng lại không hề kinh ngạc dù sao yêu vật này bị giam cầm như vậy tại đây khẳng định không tầm thường nếu một đao mà có thể chặt đầu được nó thì mới ngoài ý nghĩ của hàn lập hàn lập hướng về phi kiếm khoát tay thu hồi đồng thời tiến lên vài bước ống tay áo nhẹ nhàng phất về phía quái vật một đạo hào quang màu xanh từ trong áo hàn lập bắn ra đem quái vật nhẹ nhàng lật lại sau đó vô thanh vô tức đặt xuống lộ ra chân diện mục của quái vật da bọc xương khuôn mặt màu xám hiện ra trước mắt hàn lập nửa miệng mở rộng lộ ra một đôi răng nanh dài hơn một tấc, trông rất kinh hãi. Đây là, Hàn Lập nhìn qua lục mao quái vật, tựa hồ cảm nhận có chút quen thuộc, hình như đã từng thấy qua trong một cuốn sách nào đó. Hắn cúi đầu suy nghĩ, thi tiêu, một lát sau, Hàn Lập đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ suốt vẻ sợ hãi gọi tên quái vật, đồng thời trong đầu nhanh chóng nhớ đến những lời đồn đáng sợ liên quan đến ác linh này tại thời kỳ man hoang. Thi tiêu thực chất là một loại cương thi nhưng nó lại do cơ thể tu sĩ hình thành, khác biệt so với cương thi phổ thông thông linh chôn sâu dưới đất. Điều kiện để hình thành chúng vô cùng ngặt nghèo, dù không còn có người nào biết phương pháp tạo nên chúng nhưng có thể tiến hóa thành thi thể thi tiêu thì thi thể khi còn sống cũng phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là cơ thể tối thiểu cũng phải là tu sĩ nguyên anh kỳ, tu sĩ có tu vi thấp hơn thì không có khả năng tiến hóa thành thi tiêu. Hai là tu sĩ này phải có linh căn mộc thuộc tính hoặc thổ thuộc tính, nhưng mà phải là thiên linh căn mới được, nếu không thì không thể mượn sức của gỗ và đất để sống lại. Ngoài ra còn phải cần có một điều kiện nữa đó chính là tu sĩ này phải mang theo oán khí rất lớn mà chết, vì thế sau khi chết hồn phách mới không chịu vào kiếp luân hồi, một mực ở lại bên cạnh thân thể. 9981 ngày, nhờ cơ duyên xảo hợp, hồn phách mới có thể dung hợp lần nữa thành thi tiêu. Loại này có thể nói là bán nhân bán thi, bán nhân bán quỷ. Bởi vì nó chẳng những không hề có nhược điểm là sợ ánh sáng mặt trời mà còn có thể giữ dược phần lớn trí nhớ khi còn sống, tu luyện công pháp khi còn sống. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân hàm oán mà chết nên loại hung linh tự nhiên hung ác thành tính. Sau khi sát hại tu sĩ sẽ cực kỳ thích thú đem hồn phách hút vào trong bụng, từ từ dùng thi hỏa tra tấn làm vui. Tu tiên giới trước đây rất lâu khi nói về loại quái vật này thì người người đều biến sắc. chương 610, Hồ Biến, còn thân thể thi tiêu như sắt thép khó có thể làm bị thương, nghe đồn chỉ có thể dùng chân hỏa luyện chế từ từ hoặc dùng chiều hồn thuật phong ấn, hàn lập không khỏi trở nên đau đầu. Lúc này thì tiêu hiển nhiên vẫn chưa chết đi thật sự mà chỉ bị cấm chế tạm thời chế trụ mà thôi nhưng thời gian để nó khôi phục lại nguyên khí có lẽ không phải ngắn ngủi. Nghĩ tới đây, ánh mắt hàn lập xoay chuyển nhìn hộp ngọc rơi bên cạnh thân thể thi tiêu, trong mắt đầy nghi vấn. Thi tiêu bị nhốt tại đây mà không bị thiêu thành cho chính là dùng thủ đoạn trừ hồn phong ấn. Xem thi tiêu coi trọng hộp ngọc này như thế, lại còn có linh phủ cấm chế bên ngoài, khẳng định đây chính là tinh hồn của nó. Nhưng mà nếu nói như thế thì Thi Tiêu sao lại có thể tự nhiên cùng mình nói chuyện và dùng trí tuệ để lừa mình mở hộp? Nếu nói như vậy thì chẳng lẽ vẫn còn hồn tàn dư trong cơ thể? Mặt khác vì sao trên người Thi Tiêu lại có trí bảo linh nhãn chi ngọc? Chẳng lẽ sau khi bị nhốt tại đây mới có? Nghĩ đến những nghi hoặc này Hàn Lập nhíu nhíu mày, cả đầu u mê khó hiểu. Nhưng mà sau khi suy nghĩ, hắn không còn muốn nghĩ tới vấn đề này nữa, bắt đầu đi vòng quanh tìm cách thoát thân. Muốn luyện hóa thi tiêu thì bắt buộc phải có tu vi nguyên anh kỳ mới được, hơn nữa nếu không có vài tháng thì khẳng định cũng không xong. Mà Hàn Lập chẳng có tu vi như thế, lại không phải loại ăn no rừng mỡ, chuyên đi thực hiện hành vi chảm yêu trừ ma. Hắn chỉ muốn chính mình rời xa khỏi nơi này, thi tiêu sẽ tiếp tục bị giam cầm tại đây. Về phần sau này có hay không những người xui xẻo khác tới đây và bị lừa gạt cũng không phải chuyện liên quan tới hắn. Dù sao sau đó chuyện thi tiêu thoát thân cũng sẽ có cao thủ đi giải quyết hàn lập ánh mắt lưu chuyển lại rơi trên hộp ngọc hắn sau khi sờ lá phù vài lần sau đó đột nhiên vung tay đem thu nó vào túi chữ vật mặt không đổi sắc phù văn trên phù kỳ lạ vô cùng hắn dự định trở về sẽ đem ra nghiên cứu xem sao về phần mở hay không cái hộp ngọc này thì sau khi đại thành nguyên anh sẽ tính nếu không nguy hiểm thì sẽ thử bên trong nếu là linh hồn thi tiêu hay hồn quỷ thì với ích tà thần lui cùng để hồn thú tương khắc tu vi khi đó của hắn có lẽ cũng không cần sợ hãi hàn lập nhìn ngọc như ý khoát tay Màn hào quang biến mất, tiểu lang màu vàng hiện ra. Hắn chuẩn bị thi triển thổ độn thuật, trực tiếp rời khỏi nơi này. Dù thanh kim thạch kia vô cùng cứng rắn nhưng mà hắn dùng thổ độn nên cũng không quá khó khăn. Sau khi trong lòng suy tính, hắn đang muốn ra lệnh cho con tiểu lang khí linh này thì đột nhiên khuôn mặt biến đổi, quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía Thi Tiêu bất động kia. Sau khi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, hắn thở dài, đi tới vài bước trước người Thi Tiêu, đá một cước, kết quả sau khi Thi Tiêu lật lên, lộ ra một cái hố nhỏ, trong hố có yêu thú tuyết vân hồ đang đưa cặp mắt đen lấy đáng thương nhìn Hàn Lập. Hàn Lập mỉm cười, lẩm bẩm nói, người cũng thông minh đấy, tìm ngay được chỗ trốn. Nói xong lời này, Hàn Lập vung tay, thanh quang lại lóe lên, hướng về phía con tiểu hồ. Con hồ ly màu trắng tựa như biết chuyện không ổn, giật mình định tìm cách trốn thoát nhưng thanh quang Hàn Lập cũng rất nhanh, khi nó vừa nhảy được lên không trung thì đã bị luồng sáng bao bọc, nhanh chóng rơi vào trong tay Hàn Lập. Hàn lập một tay cầm con hồ ly trắng như tuyết, không trần trừ hướng về phía tường đá đi đến, miệng không ngừng lẩm bẩm. Con thú nhỏ như ngươi mạng cũng thật lớn, chẳng những không có chút tổn hao gì. Trước kia ở cùng một chỗ với thi tiêu còn có thể sống đến nay, đúng là khó tin. Gì, khó tin, Hàn lập nói tới đây, đột nhiên nhớ ra cái gì đột nhiên dừng bước. Sau đó sắc mặt đại biến, vung tay lên, ném con bạch hồ trong tay vào vách đá đối diện. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt yêu hò hiện lên vẻ oán độc, trong nháy mắt nhấc chân trước trong gang tấc hung hăng chộp tới chân trước vốn nhỏ bé đột nhiên hóa thành một lợi chảo khổng lồ trắng như tuyết chộp vào ngực Hàn Lập ầm um, một tiếng nổ chói tai vang lên trong âm thanh giận dữ của Hàn Lập bóng trắng chấp động chính là Tuyết Vân Hồ đang vô cùng kinh hãi muốn đem Tuyết Vân Hồ bóp nát nhưng mà Tiểu Hồ tại không trung xoay một vòng linh hoạt vững vàng rơi xuống sàn đá sau đó nó lộ ra ánh mắt lạnh băng bình thản nhìn Hàn Lập trong đôi mắt màu xanh lộ ra vẻ thất vọng mà Hàn Lập nghĩ lại không khỏi thầm sợ hãi, trong chiếc áo bị xé rách lấp lóe ánh sáng màu xanh. Đúng là nội giáp của lục đạo truyền nhân ôn tiên nhân. Sau khi Hoàng Lân giáp bị phá hủy thì hắn đã dùng giáp này. Nó mềm mại như tơ vậy, dù không biết tên nhưng mà chất lượng tuyệt không kém Hoàng Lân giáp kia. Lợi trảo vừa rồi của tiểu hồ bất ngờ và vô cùng hung hiểm, pháp bảo bình thường cũng chưa chắc ngăn cản được. Ngươi vốn là ai, vừa rồi biến hình công kích không phải yêu thú cấp thấp có thể làm được sau khi tỉnh táo hàn lập nhìn chòng chọc bạch hồ nghiêm giọng hỏi đồng thời vung tay đem ngọc như ý biến thành hào quang hộ thân nhưng khiến cho hắn thất kinh chính là ngọc như ý giống như là vật chết hoàn toàn không có chút phản ứng hàn lập đầu tiên là ngẩn ra kinh ngạc nhìn tiểu lang màu vàng nhưng mà tiểu lang này cũng đứng tại chỗ không có gì dị thường đối đầu kẻ địch mạnh hàn lập cũng bất chấp suy nghĩ mọi chuyện thần niệm vừa động phi kiếm bay vù vù trên đầu nhanh chóng tạo thành một vòng bảo hộ màu xanh che trước người. Hàn Lập bây giờ mới bình tĩnh được một chút, nhưng giờ phút này, Tuyết Vân Hồ trong miệng lại truyền ra một tiếng khiến cho cơ thể Hàn Lập sững lại. Ta là ai? Ngươi không phải vừa mới cùng ta đánh nhau sao? Như thế nào nhanh như vậy lại quên vậy? Thanh âm nữ nhân quen thuộc, trong mắt Bạch Hồ hiện lên vẻ diễu cợt, trong nháy mắt đứng thẳng lên, biến hóa. Thân hình tiểu hồ biến hóa vài lần, trong nháy mắt to lên, lông mau biến mất hóa thành một người thân thể xích lõa đó là một thiếu phụ có chiếc đuôi dài kiều mị. Hàn lập liếm liếm môi, cả vẻ chấn định cũng không có giữ được, sự khiếp sợ tràn đầy trên mặt. Sao, yêu hồ ta hóa thân cũng không tệ phải không? Nữ nhân này dung nhan giống hệt như là thiếu phụ áo đen lúc trước, ngực đầy đặn, trắng như tuyết, hai điểm màu hồng dung nhẹ nhẹ, nhìn hàn lập đầy vẻ yêu mị, đôi mắt sáng nhưng lại vô cùng băng lạnh, mỉm cười hỏi. Ngươi là nó, sau khi hàn lập hít sâu một hơi, cuối cùng khôi phục lại thái độ bình thường, lạnh nhạt nói. Sau đó hắn dùng thần thức nhìn vào bên trong đài đá, thì tiêu vẫn không hề động chút nào. Điều này khiến cho tâm lý hắn buông lỏng, sau đó nhìn lại thiếu nữ kia, theo lý thuyết có thể biến thành hình người tối thiểu cũng phải là yêu thú cấp 8 mới được nhưng sau khi thi tiêu hóa thân bạch hồ này lại chỉ có cấp 7. Điều này khiến cho Hàn Lập vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không có sợ hãi. Nhưng mà lúc trước thần thức hắn đã bị yêu hồ ẩn giấu lọt qua nên cũng không dám khẳng định phán đoán của bản thân có chính xác hay không, chính thế nên mặt mới có vẻ ngưng trọng. Đồng thời tâm trí nhớ lại lời ghi chú về yêu hồ cấp cao trong truyền thuyết. Tất cả linh hồ khi tiến đến yêu thú cấp cao thì đều có thể thi triển ảo thuật, thậm chí có thể đùa giỡn với tu sĩ cấp cao mà đối phương không hề biết, thuật ẩn nặc giấu hình là thiên phú của chúng, đứng số một số 2 trong tất cả yêu thú lúc trước hắn còn có chút hoài nghi điều đó nhưng bây giờ thì chính bản thân mình với thần thức cường đại như vậy mà còn bị lừa rút cuộc cũng đã tin tưởng nói đi cũng phải nói lại thì tiêu hóa thân thành tu vi này sao không tự mình lấy hộp ngọc kia chẳng lẽ yêu thú này cũng sợ kim phù nhưng cho dù thế với tu vi của nó hoàn toàn có thể bắt một gã tu sĩ thấp dai vào đây ép buộc mở linh phù hàn lập khuôn mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ hắn mơ hồ cảm giác được yêu hồ này tuyệt không phải là hóa thân đơn giản của thi tiêu khẳng định là có chuyện, càng nghĩ hắn càng chấn tĩnh, mắt nhìn thiếu phụ xích lõa kia, trong mắt ẩn hiện sát khí. chương 611, Lang Hiện, mặc kệ người có là phải là hóa thân của thi tiêu hay không, hai người chúng ta đều chỉ có thể còn một người tiếp tục sống. Khuôn mặt hàn lập không chút biểu tình, nói xong câu đó, liền không hề do dự hướng về phi kiếm đang bay trước người, điểm ngón tay một cái, trong nháy mắt ánh kiếm màu xanh vọt lên cao, hóa thành một phiến lớn thanh hà, dựa vào áp lực như thái sơn áp đỉnh, đánh thẳng tới yêu hồ đang đứng ở góc thạch thất. Thiếu phụ vừa nhìn thấy phi kiếm của Hàn Lập công kích, thần sắc không kinh sợ mà lại vui mừng. Thị thè đầu lưỡi đỏ liếm liếm đôi môi đỏ ngất ngây lòng người, sau đó phát ra tiếng cười kiều mị, thân hình đang đứng trong bạch quang liền biến mất. Ánh kiếm đánh vào chỗ trống, đập thẳng vào tường, phát ra âm thanh chen chen, nghe chói cả tai. Hàn Lập nhíu mày, thần thức nhanh tỏa ra quét xung quanh nhưng không phát hiện ra tung tích của yêu hồ. Ẩn hình thuật của đối phương quả nhiên vượt ngoài dự liệu của hắn nhưng thần sắc hàn lập không hề thay đổi, ngược lại hư lạnh một tiếng, một tay vỗ mạnh vào túi chữ vật, một tiểu trung màu bạc liền xuất hiện. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, quang hoa tiểu trung chợt lóe, sau đó hóa thành một đạo ngân mang bay lên cách đỉnh đầu vài thước, hiện lại nguyên hình. Hàn lập không chút trì hoãn, một tay bắt pháp quyết, hé miệng, một đoàn thanh khí phun lên trên tiểu trung. Nhất thời ngân mang của cổ bảo bắn ra bốn phía, phát ra một tiếng nổ đang thật lớn. Nơi đây nguyên bổn vốn là chỗ đã bị phong bế, khiến cho công kích bằng âm ba của ngân trung dễ dàng tăng thêm nửa phần uy lực nhất thời cả bên trong thanh kim thạch thất khắp nơi đều là tiếng ông ông còn ở nơi chỉ cách hàn lập có năm sáu trượng bỗng nhiên không gian có một trận ba động sau khi bạch quang lóe lên một cái một thiếu phụ trần trụi từ trong đó xuất hiện hàn lập mừng rỡ trong lòng nhưng âm thầm có chút nghi hoặc yêu hồ này xem ra yếu hơn ba phần so với thất cấp yêu thú lẽ nào do thi tiêu bị thương nên ngay cả tu vi của hóa thân cũng bị giảm sút trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn không hề chần chừ, búng ngón tay một cái, năm đạo thanh sắc kiếm khí, lóe lên liền thoát khỏi tay mà bay đi. Thanh mang dài chừng vài thước, nháy mắt xuyên thủng khắp nơi trên thân thể thiếu phụ đang xích lóa. Thiếu phụ kêu một tiếng thảm thiết, sau đó ngã người xuống đất, dưới thân thể trắng như tuyết, huyết dịch đỏ tươi chảy như suối. Dễ dàng đắc thủ như thế, lại khiến Hàn Lập dùng mình. Ngay khi hắn đang trần chờ, bàn tay đang nắm ngọc như ý bỗng nhiên nóng rực lên một cái. Tiếp đó hồng quang trên người mạnh lên, một tầng hào quang đỏ rực bỗng nhiên hiện lên trên thân. Cơ hồ ngay lúc đó, chỗ xa xa nhìn như không có người đột nhiên có mấy đạo ngân ti bé bé từ trong không trung bắn nhanh ra, may mắn lại kích vào màn hào quang xuất hiện một cách vô thức trên thân thể, vừa vặn màn hào quang ngăn chặn được chúng lại. "Ô, a hát, tiếng giật mình của nam nữ đồng thời vang lên, Hàn Lập chấn động một cái, sau đó lập tức phản ứng, hé miệng, một đạo thanh mang bắn về phía mà ngân ti phát ra còn chỗ phát ra tiếng cười làm động cả lòng người, bóng trắng chợt lóe, thiếu phụ xích lóa đang che ngực kia lại xuất hiện tại chỗ khác trong thạch thất. Sắc mặt hàn lập cực kỳ khó coi, nhưng đầu nhìn nơi thiếu phụ bị thương. Kết quả nơi đó không có gì, một chút bóng dáng cũng không. Huyễn thuật, hàn lập liếm liếm đôi môi có chút khô khốc, trong lòng trầm xuống. Thiếu phụ cười một tiếng, tịnh không hề trả lời hàn lập. Ngược lại ánh thu ba vừa chuyển, trừng mắt nhìn hoàng sắc tiểu lang đang ở cạnh hàn lập, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hàn Lập thấy thiếu phụ lộ ra loại biểu tình này, trong lòng động một cái, cũng như đầu nhìn Tiểu Lang, sau đó cúi đầu nhìn nhìn Ngọc Như Ý đang cầm trong tay. Sắc mặt âm trầm bất định, màn hào quang thuộc tính hỏa lúc nãy vừa chặn được một kích quỷ dị của Hồ Yêu, cũng không phải do hắn thúc giục Ngọc Như Ý phát ra. Chẳng lẽ là khí linh bên trong chủ động thi pháp tương cứu, nghĩ tới hợp thể của Hồng Hoàng Hai Lang chính là ngân sắc cự lang thần bí, trong lòng Hàn Lập cũng có chút hồi hộp. Thiếu phụ uốn vòng eo nhỏ nhắn trắng như tuyết, vừa định mở miệng nói gì đó thì quang hoa của ngọc như ý trên tay hàn lập lại lóe một cái một đạo hồng quang từ trong phi ra mà tiểu lang ở bên cạnh luôn im lặng tung người nhảy một phát cũng hóa thành một đạo hoàng quang vào tới phía đạo hồng quang kia hàn lập nhìn thấy màn này sắc mặt khẽ biến nhưng vẫn giữ chặt ngọc như ý trong tay chưa có hành động nào cả đúng như sở liệu của hắn quang mang của hồng hoàng nhị quang kia hội tụ với nhau bạo phát ra ngân sắc quang đoàn phía trong quang đoàn xuất hiện một con ngân sắc cự lang thân ảnh của nó cao hơn trượng đang phiêu phù tại không trung, mục quang lộ rõ vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm về phía yêu hồ ở trước mặt. Xích lõa thiếu phụ mặc dù không biết lai lịch của Ngân Lang, nhưng chẳng biết vì sao sau khi Ngân Lang xuất hiện trong lòng thị liền cảm thấy sợ hãi, ẩn chứa một cảm giác bất diệu. Ngay cả vẻ hồ mị trên mặt, dưới một cái chừng mắt của cự lang, bất giác cũng trở nên ngưng trệ. Nhưng thị lập tức liền ý thức được sự thất thố của mình, tú mi dựng ngược, sau đó sắc mặt đẹp mê người hơi trầm, một mảng lớn phấn sắc hương vụ từ trong miệng phun ra nháy mắt che khuất cả thân khoảng khắc liền không thấy bóng dáng đâu cả phấn sắc vũ khí nhanh chóng tràn ngập trong nháy mắt hơn nửa thạch thất đều bị hương vụ này bao trùm hàn lập tuy không biết phấn vụ này có tác dụng quỷ quái nào nhưng tự nhiên không dám khinh thường sắc mặt lạnh lùng vỗ hông một cái một túi linh thú liền xuất hiện trên tay cho dù công pháp ẩn nặc của yêu hồ có lợi hại hắn cũng không tin đối phương tránh được vây công của hơn trăm ngàn con vệ kim trùng lúc Hàn Lập định lắc nhẹ túi linh thú, muốn gọi phệ kim trùng ra, Ngân Lang đang phiêu phủ trước mặt lại có hành động khiến hắn ngạc nhiên. Chỉ thấy Ngân Lang đột nhiên há mồm, ngân quang chợt xạ, vô số ngân đoàn to bằng nắm tay từ trong miệng cuồng mãnh bay ra, tất cả đều tập trung bắn vào một chỗ trong đám vũ khí. Sau đó Ngân Lang cũng khẽ kêu một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo ngân hồng, tiến thẳng về phía trước. Điều này khiến Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên, bất giác kêu gọi phệ kim trùng trì hoãn hành động một chút. Còn lúc này, phốc, phúc hai tiếng liên tiếp vang lên ngân đoàn bay vào trong vũ khí tự động bạo liệt vỡ ra ngân quang phấn vụ đan vào nhau bên trong đồng thời truyền lại tiếng kêu kinh sợ của bạch hồ đoàn hào quang do cự lang hóa ra cũng tiến vào trong vũ khí ngươi muốn làm gì không có khả năng ngươi là không yêu hồ dường như thấy được sự tình gì đó không thể tưởng tượng được nói năng hoảng loạn rồi kinh khủng kêu lên trong nháy mắt âm thanh thê lệ của yêu hồ đột nhiên dừng lại hàn lập nghe thấy những âm thanh này thần tình khẽ biến, dương hai mắt nhìn vũ khí. Cũng may linh lực khu xử phấn vụ kia tựa hồ đã mất, không lâu sau liền dần dần tản mát, lộ ra tình hình ở bên trong. Hàn lập nhìn xong, thần sắc đại biến, thiếu phụ xích lõa do yêu hồ hóa thành, cả người đang run rẩy nằm phục xuống dưới đất, đồng thời trên thân phấn sắc và ngân sắc quang mang lóe sáng, phân biệt nhau chiếm cứ hơn nửa phần thân thể, tại phần giao giới trung gian, hai loại quang mang đang đan dần vào nhau, phảng phất như đang tranh đoạt cái gì đó. Đoạt xá, Hàn Lập hít sâu một hơi, kêu lên, trong lúc hắn đang kinh nghi bất định, Ngân Quang đã bắt đầu chiếm thế thượng phong, bức phấn sắc quang mang từ từ co lại. Không, thiếu phụ kia đột nhiên hai tay ôm đầu, thống khổ đến nỗi thét to một tiếng. Tiếp theo đó, thân hình mềm mại đầy đặn kia quay cuồng một cái. Bắt đầu một trận co rút biến hình ở trong bạch quang. Không lâu sau, nữ tử đó lại biến thành bạch hồ chân thân. Còn lúc này, một điểm phấn sắc quang mang cuối cùng ở đuôi đã bị ngân sắc quang mang thôn vệ hết sạch. Đồng thời tu vi kinh người ở trên thân cũng biến mất vô ảnh vô tung, lại một lần nữa biến thành một con yêu thú cấp thấp. Bạch hồ nằm phủ phục trên đất, không hề động đậy, tựa hồ đã mất hết sức lực nhưng ngân mang trên người lúc này lại càng thêm long lanh. Hàn lập nắm chặt ngọc như ý, trên mặt có một tia trần trừ. Hiển nhiên lúc nãy là ngân lang kia đoạt xá thành công. Hắn không biết hiện tại có nên tiếp tục chế trụ đối phó nó hay vẫn bình tĩnh đợi hành động của Ngân Lang. Một lúc lâu sau, Hàn Lập thở dài một hơi, mặc kệ thế nào đi nữa, hiện tại tu vi bạch hồ đã rất xuống rất thấp rồi. Nếu đã như vậy, hắn ngược lại không cần phải xuống tay nữa. Huống chi từ tình huống lúc nãy Ngân Lang ra tay cản lại một kích kia, tựa như đối với hắn không hề có chút ác ý. Hàn Lập rất muốn biết đối phương rút cuộc có lai lịch như thế nào. Hắn chưa bao giờ nghe qua việc khí linh còn có thể tự chủ hành động. Ngân Lang này rõ ràng giống như hắn vẫn dự đoán trước đây là một gia hỏa có lai lịch lớn lao trong khi thần sắc hàn lập vẫn đang âm trầm bất định suy nghĩ thì ngân quang trên thân thể bạch hồ sẫm thêm một chút cuối cùng dùng sức của tứ chi đứng thẳng dậy nó hình như vẫn còn có chút không thích ứng với thân thể mới này vừa bước hai bước chân trước liền mềm nhún quỵ luôn xuống đất hàn lập thấy tình hình như vậy không khỏi bật cười một tiếng nghe được tiếng cười bạch hồ ngẩng đầu nhìn vào mắt hàn lập trong mắt lộ ra vẻ ảo não có gì mà buồn cười thân thể vừa đoạt xá tự nhiên có chút không thích ứng thanh âm của một nữ tử bỗng nhiên vang lên bên tai của Hàn Lập. Hàn Lập nghe được âm thanh này, nụ cười liền tắt. Người cũng là, là nữ sao, Hàn Lập sờ sờ mũi của mình, nhẹ thở một hơi, thì Thảo nói. chương 612, Ngân Nguyệt lang tộc, hừ, nữ cái gì, người muốn nói ta là bà già sao? Thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Hàn Lập vừa nghe những lời đó, có chút cười khổ, không hề tiếp lời, thu lại phi kiếm đang bay quanh đỉnh đầu, mới chậm rãi đáp lời mặc kệ ngươi là nam hay nữ, cũng đều phải nói cho ta biết lai lịch của ngươi. Lai lịch, ta không phải là khí linh của cổ bảo nằm trong tay ngươi sao? Bạch Hồ hơi ngồi thấp xuống, nhìn vào ánh mắt của Hàn Lập, bình tĩnh nói. Ta đương nhiên biết ngươi là khí linh, nhưng ta chưa nghe qua khí linh có thể đoạt xã. Hàn Lập nhíu mày, thanh âm lạnh lẽo nói. Điều này chứng tỏ ngươi là dạng cô lậu quả văn, ta không phải là một ví dụ sao? Bạch Hồ phảng phất như chề môi một cái, không chút để ý đáp trả hàn lập nghe những lời đó nhất thời im lặng nhưng một lát sau hắn bỗng nhiên giơ ngọc như ý trong tay lên ngoi muốn làm cái gì trong mắt bạch hồ bắn ra thần sắc kinh hãi nhìn hàn lập lạnh lùng hỏi không có gì hàn mỗ chỉ thấy kỳ lạ các hạ dĩ nhiên đã đoạt xá thành công thân thể của yêu hồ ngọc như ý này hơn nửa là vô dụng nhưng nếu ta đem nó đập nát không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì hàn lập thở dài một hơi bình tĩnh nói vừa nghe lời đó nhất thời biểu tình của bạch hồ đại biến ngưng thị nhìn hàn lập với ánh mắt ngoan lệ nhưng chỉ nhìn một lát nó tựa như nhớ đến cái gì đó đột nhiên khí thế toàn bộ biến mất ngươi không cần phải thử dò xét ta chính xác nếu như ngươi phá hủy ngọc như ý khí linh trên thân ta tự nhiên cũng theo đó tan thành mây khói dù sao thân là khí linh ta đã hợp nhất với ngọc như ý rồi bạch hồ lạnh nhạt nói sau đó ngân quang trên người nó lóe sáng một cỗ khí thức khổng lồ liền phủ xuống thân thể bạch hồ hàn lập dùng mình trên mặt có chút kinh hãi. Không cần lo lắng, ta dùng thú thân cùng ngươi nói chuyện có chút bất tiện. Hiện tại hóa thành hình người đã. Bạch Hồ lạnh lùng nhìn Hàn Lập một cái, trong miệng thốt ra một câu. Hàn Lập nghe thấy lời này, trong lòng ngẩn ra, sau đó hơi an tâm. Lúc này, thân thể Bạch Hồ phóng ra ngân quang trói mắt, Hàn Lập theo bản năng thối lui về sau hai bước. Hắn nhìn thấy ở bên trong ngân quang, Bạch Hồ phiên thân một cái, nhanh chóng biến thành xích lõa thiếu phụ có thân hình mê người. Đợi đến khi cô ta đứng thẳng, Hàn Lập phát hiện, ngoại trừ lục quang trong mắt đối phương đã biến mất, biến thành hai con người trong suốt ra, dung nhan của nữ tử này giống hệt như lúc trước khi bị đoạt xá. Xem ra hình thái nhân loại của yêu thú, một khi định hình rồi thì không cách nào cải biến. Trong lúc Hàn Lập còn đang suy nghĩ, hai tay thiếu phụ theo bản năng che những chỗ nhạy cảm trên thân thể. Chân trừ một lát, có chút ngại ngùng nói, "Đạo hữu có y sam không? Hình dáng ta thế này có chút không quen." Nói xong câu đó, trên gương mặt tú lệ của nữ tử, lộ ra một tia ngượng ngùng. Hàn lập có chút ngây người, sau đó hắn không chút do dự, móc từ trong túi chữ vật ra một bộ y sam, quăng cho đối phương. Đa tạ đạo hiếu, thiếu phụ thấp giọng cảm tạ một câu, ngọc thủ nhấc một cái. Đem xiêm y của nam tử nhẹ nhàng mặc lên trên người, thân thể mềm mại xích lõa đầy xuân quang nhất thời bị che khuất hơn phân nửa. Hàn lập nhìn thấy thế, thân sắc nhất động, nhất cử nhất động của nữ tử này đều tràn đầy phong vị tao nhã khó nói lên lời, quả thực so với đa số tiểu thư khuê tú con nhà đại gia còn tư văn ôn nhã hơn nhiều. Thật sự khiến người khác khó mà tin được kiếp trước của cô ta là một con ngân lang. Thiếu phụ mặc quần áo xong, mới ngẩng mặt, chậm rãi nói với Hàn Lập. Người có thể gọi ta là Ngân Nguyệt, về phần lai lịch của ta không phải không muốn nói cho người biết mà là bản thân ta cũng không nhớ rõ. Nói vậy chắc người cũng biết, yêu tinh hồn của chúng ta một khi bị luyện thành khí linh, thần trí hoàn toàn biến mất chỉ có thể ngoan ngoãn chịu sự khu xử của chủ nhân cổ bảo mà mình ký thân nhưng không biết vì sao từ ngày ta có ý thức đến nay liền mơ mơ hồ hồ nhớ lại một phần sự tình của kiếp trước tuy còn rất ít nhưng cũng đủ để ta có một phần năng lực chủ động ta loáng thoáng nhớ lại ta là một thành viên của ngân nguyệt lang tộc cái tên ngân nguyệt này cũng chính bởi vậy mà lấy ra đặt cho bản thân còn về trước đây gọi là gì ta không nhớ được tùy theo lời nói thiếu phụ cũng nhẹ nhàng bước lên vài bước, phảng phất như dần già đã thích ứng đối với thân thể mới. Ngân Nguyệt lang tộc, ta chưa thấy trong biển tịch có nói đến loài yêu thú này. Hàn lập sờ sờ cầm, nghi sắc chợt lóe nói, đây là một phần ký ức tàn khuyết, không biết chừng có lẽ nhớ lầm, tú nghi của Ngân Nguyệt nhíu nhíu, khẽ nói, nghe những lời này, Hàn lập không nói gì nữa, được rồi. Cho dù Ngân Nguyệt cô nương không nhớ lai lịch của bản thân. Nhưng thân là khí linh lại biết đoạt xá, chuyện này là sao? Đừng nói với ta, tất cả các khí linh đều có dạng năng lực này, nếu không tu tiên giới sớm đã đại loạn. Hàn lập trầm ngâm một lúc, ngưng trọng hỏi, ngươi cho rằng ta tùy tiện thân thể nào cũng đoạt xá sao. Thiếu phụ cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, lời này là ý gì? Hàn lập dương mắt hỏi lại nữ tử, vừa rồi ta thi triển công pháp, nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật không coi là đoạt xá, mà là năng lực thiên phú của ngân nguyệt nhất tộc chúng ta, chỉ là thôn vệ linh hồn thôi. Dùng nguyên thần xuất khiếu của bản thân, trực tiếp công kích nguyên thần hay hồn phách của người khác. Đương nhiên lúc hồn phách của đối phương bị cắn nuốt hoặc mạnh mẽ đuổi ra khỏi thân thể xong, ngân nguyệt nhất tộc bọn ta liền có thể tạm thời định cư luôn ở trong thân thể mới. Chỉ là thời gian không thể quá lâu, không thì nguyên thần sẽ bị thân thể đồng hóa hết, không thể nào độn xuất ra ngoài được. Hơn nữa dạng năng lực này là con dao hai lưỡi, thần thức ngân nguyệt lang tộc bọn ta trong thời kỳ tiên thiên tịnh không hề cường đại hơn so với yêu tộc khác, vạn nhất gặp phải một đối thủ có nguyên thần đặc biệt cường đại thì khác gì vứt bỏ đi tiểu mệnh của bản thân. Cho nên không dám sử dụng bừa bãi, nhưng đối với người không có thân thể như ta mà nói, tựa hồ như không sao cả. Ngân Nguyệt khẽ nhếch đôi môi gợi cảm, giảng giải khiến cho Hàn Lập cả kinh. Nữ tử nhìn thấy thần sắc đại biến của Hàn Lập, mở miệng định nói gì đó, tựa hồ đoán được những lời trong lòng Hàn Lập, lập tức cướp lời nói trước. Không cần hỏi ta vấn đề về thôn vệ linh hồn, ta cũng không biết như thế nào cả, dường như trời sinh ra liền biết sử dụng như thế nào rồi nhưng ngươi cũng đừng lo lắng loại thôn vệ linh hồn này có rất nhiều hạn chế ngặt nghèo không phải thích là có thể thi triển được mà ta cũng không phải là thân thể ban đầu của ngân nguyệt dựa vào trạng thái khí linh thi triển loại thiên phú này cơ hồ là việc không thể nếu như không phải ở đây may mắn đụng phải tứ đồng linh hồ ta cũng không cách nào đoạt xá được nếu không trước đến nay ta sao phải một mực ở trong ngọc như ý bởi vì trong trí nhớ tứ đồng yêu hồ này dường như thiên sinh là bị ngân nguyệt lang tộc chúng ta khắc chế hơn nữa cái thân thể yêu hồ này, kỳ thực sớm đã bị phân thần của Thi Tiêu đoạt xá qua một lần, cũng không phải chủ nhân đích thực của thân thể. Cho nên ta mới có thể may mắn đoạt xá thành công." Ngân Nguyệt bình tĩnh nói, "Tứ Đồng Linh Hồ, đây không phải là Tuyết Vân Hồ sao?" Hàn Lập nhìn kỹ hai con ngươi trong mắt đối phương, tịnh không có chỗ nào là yêu quái cả, không khỏi nghi hoặc hỏi lại. "Tứ Đồng Linh Hồ, ý nói đến tình hình của yêu hồ sau khi tu vi đại thành, nó có thiên phú là ma đồng, tự ý nghĩa nào đó mà nói?" so với ngân nguyệt lang bọn ta thì linh hồn thôn vệ càng thêm đáng sợ cơ hồ trong lúc cười nói liền có thể vô hình giết chết kẻ địch nhưng dựa vào bề ngoài mà nói nó đích xác không khác gì so với tuyết vân hồ bình thường đáng tiếc một khi thi triển công pháp liền lập tức bị hóa thân của ta nhận ra ngân nguyệt mỉm cười bất giác toát ra một phần mỹ ý đến mê người tu vi của yêu hồ vừa nãy cũng đạt tới thất cấp yêu thú lẽ nào vẫn chưa tính là tu vi đại thành hơn nữa nó một khi tu vi đã không đột phá lên hóa hình kỳ bát cấp, vì sao có thể sớm biến ảo thành nhân hình? Hơn nữa người giống hệt như yêu hồ lúc chưa bị đoạt xá, tu vi tại sao lúc cao lúc thấp thế? Đừng có nói với ta, người cũng giống như yêu hồ, có thể ẩn nặc tu vi khiến ta không cách nào phát giác. Hàn lập trề môi, nói ra nghi vấn của mình. Ha ha, câu hỏi của đạo hữu thật không ít ha hát, nhưng ta cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi không nói chuyện cùng người khác. Đây cũng là chuyện bình thường thôi. Yêu hồ kia vì sao có thể hóa hình được, ta đích xác không biết. Phỏng chừng là Thi Tiêu kia mắt thấy tình hình không ổn, thi triển công pháp gì đó, tạm thời đem tu vi của bản thân mạnh mẽ tiếp thêm vào một bộ phận nào đó trên hóa thân của yêu hồ. Cho nên tu vi trước sau mới cách biệt lớn đến vậy. Tu vi chân chính của tứ đồng yêu hồ này vẫn chính xác là yêu thú cấp thấp mà thôi. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân cấm chế, yêu hồ này cho dù được tiếp thêm tu vi, nhưng vẫn không cách nào rời quá xa bản thể của Thi Tiêu. Còn nhân thân hóa hình của ta ngày hôm nay, thi triển mật thuật cũng không khác biệt gì nhiều, có thể tạm thời đưa tu vi để thăng lên trình độ yêu thú thất cấp thậm chí bát cấp. Nhưng qua một đoạn thời gian, tu vi này liền từ từ hạ xuống, hồi phục lại thú thân. Lần sau muốn biến thành hình người, ít nhất cũng là sự tình của một tháng sau. Thiếu phụ nói ra khiến cho Hàn Lập giật mình, hiểu rõ sự tình. Sau đó, Hàn Lập không hỏi thêm gì nữa, mà cúi đầu suy ngẫm lại những lời nói vừa rồi. Hơn nửa ngày sau, hắn mới bình tĩnh nói. Mấy lời này tuy không khiến ta giải được hết nghi hoặc, nhưng cuối cùng khiến hàn mỗ biết được đại bộ phận nguyên nhân. Phần tiếp theo, ta chỉ cần hỏi thêm Ngân Nguyệt Đạo hữu một câu nữa thôi. Hiện tại sau khi đã có thân thể, bước tiếp theo ngươi đã chuẩn bị gì chưa? Nghe Hàn Lập hỏi một câu có ý vị sâu xa, trên mặt Ngân Nguyệt lộ ra biểu tình như cười mà không cười. Nếu như ta nói, muốn rời xa Hàn Đạo Hiếu, tự mình tu luyện. Đạo Hiếu sẽ không định giết ta chứ? Ngân Nguyệt cười dài hỏi một câu chương 613, chủ phó giữ khí linh, nhìn công pháp và thân thông người biểu hiện hôm nay, ngày đó trong hư thiên điện bị kết đan sơ kỳ ta bắt giữ là có chủ tâm muốn ta lấy ngọc như ý. Hàn Lập không trực tiếp trả lời thiếu phụ, ngược lại cao mày hỏi. Ngân Nguyệt nghe lời này ngẩn ra, nhưng sau đó sóng mắt lưu động cười rộ lên. Ta thân là hồn khí của Ngọc Như Ý, không cách nào điều khiển vật ký thân phi hành trong thời gian dài. Nếu muốn rời khỏi hư thiên điện thì phải có tu sĩ đem Ngọc Như Ý mang trên người mới có khả năng ngày đó ta bị ngươi lấy được về phương diện nào đó đích thực là ta không có toàn lực chống đỡ mặt khác là bởi vì việc trùng phá hư thiên đỉnh nọ làm cho tu vi ta tổn hao rất nhiều cho dù là lúc ấy thật sự liều mạng cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay tu sĩ nguyên anh kỳ nếu là như vậy thà là rơi vào trong tay một tu sĩ kết đan kỳ tốt hơn ngân nguyệt cười giải thích ngày đó tu sĩ kết đan cũng không phải một mình ta không phải còn có hai vị khác sao ngươi sao lại chọn ta hàn lập thoáng trầm ngâm một chút không chút buông lỏng trầm giọng hỏi ngươi nói chính là tên thanh niên cùng gia hỏa tu luyện công pháp quỷ dị vì tranh đoạt hư thiên đỉnh trước sau bị mất mạng kia sao ngân nguyệt thần sắc vừa động hỏi lại một câu không sai ta xem bọn họ không vừa mắt một người âm trầm cả người đầy quỷ khí người kia thì khô gầy như củi xấu xí vô cùng ngươi mặc dù không phải ngọc thụ lâm phong nhưng tính ra cũng có thể lọt vào mắt ta không biết cái lý do này có được hay không ngân nguyệt chề đôi môi anh đào mỉm cười nói nửa đùa nửa thật hàn lập nghe xong giờ khóc giờ cười nếu đạo hữu không muốn nói hàn mỗ cũng không bắt buộc tại hạ sẽ hỏi một vấn đề tối quan trọng sau khi ta đem ngọc như ý này ra khỏi hư thiên điện có phải hay không đạo hữu tại trong túi chữ vật nhìn thấy hết thảy hành động những năm gần đây của ta nói đến việc này thanh âm hàn lập có chút hàn ý nhiệt độ trong phòng cũng trong nháy mắt giảm ba phần không sai vô luận là công pháp hay pháp bảo của hàn huynh lớn nhỏ ta đều nhìn thấy hết thậm chí tiểu bình thần bí nghịch thiên nọ, đồng dạng cũng biết rất rõ ràng. Nụ cười trên mặt thiếu phụ thu lại, cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù trong lòng mơ hồ đoán được vài phần, nhưng khi chính thức nghe được lời thiếu phụ, thần sắc hàn lập liền đại biến, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn thiếu phụ đối diện, tựa hồ suy nghĩ đối sách. Hàn đạo hữu chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu, dù sao làm cho giới tu tiên đại phái biết có một cái bảo vật nghịch thiên như vậy tồn tại, sợ rằng Hàn huynh thật sự chết không có chỗ chôn Ngân Nguyệt đối với hàn ý lạnh như băng của Hàn Lập như không nhìn thấy, vẫn lãnh đạm cười nói. Nghe nữ tử nói, hai tròng mắt Hàn Lập híp lại. Ánh mắt trở nên giống như đao kiếm sắc bén, nếu trong lòng Ngân Nguyệt đạo hữu bia rõ như vậy, tại sao lại dám nói ra, sẽ không sợ ta đem vật ký thân của ngươi hủy diệt sao? Nếu ngươi bị hình thần câu diệt, tự nhiên sẽ không thể tiết lộ chuyện gì ra ngoài. Chẳng lẽ đạo hữu có thủ đoạn khác, cho rằng ta không có năng lực giết ngươi? Mặt Hàn Lập hiện lên sát khí nói. Lấy thần thông cùng pháp bảo của Hàn Huynh bây giờ, cho dù là ta trước khi thi triển đoát xá, hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của ngươi. Bây giờ sau khi thi triển linh hồn cắn nuốt, tu vi hồn khí bản thân sau khi đoạt xá đã mất hơn phân nửa. Nếu hai ta động thủ, ta chỉ có ba phần thắng. Càng huống chi vật ký thân lại nằm trong tay ngươi. Chỉ cần một ý niệm ngươi cũng có thể làm cho ta tan thành mây khói. Ngân Nguyệt lắc đầu, bình tĩnh nói về chuyện sinh tử của mình, có vẻ rất thong dong. Hàn lập hừ lạnh một tiếng không nói gì, thiếu phụ không để ý tiếp tục nói. Hàn đạo hữu có thể nhẫn nại đến bây giờ, không có đột nhiên hạ sát thủ với ta, làm cho Ngân Nguyệt rất hài lòng. Có lẽ đạo hữu không phải là tránh nhân quân tử nhưng chuyện ân oán lại rất rõ ràng. Nếu không phải ta vừa rồi ra tay đỡ yêu hồ kia một kích, Hàn huynh căn bản sẽ không cho ta cơ hội nói nhiều như vậy. Khóe miệng nữ tử này hơi nhếch lên, mỉm cười lãnh đạm. Cho dù ta cho người cơ hội, nếu không cách nào thuyết phục ta, ta vẫn sẽ ra tay ta sẽ không để việc tồn tại của chiếc tiểu bình không nằm trong sự khống chế của mình. Hàn Lập không phủ nhận đối phương, ngược lại thản nhiên lạnh lùng thừa nhận. Tốt, lời Hàn Huynh nói rất hợp ý của Ngân Nguyệt. Nếu đạo hữu không phải hạng người sát phạt quả quyết thì không thể tiến xa tại tu tiên giới. Ta vừa rồi càng không ra tay cứu giúp, dù sao ta không hy vọng vừa mới nhận một người làm chủ, người này liền lập tức ngã gục. Mặt Ngân Nguyệt lộ vẻ thưởng thức nói, nhận chủ, lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ nói nhận ta làm chủ ta sẽ bỏ qua cho ngươi hàn lập xứng lại nhưng sau đó cười lạnh nói chuyện đương nhiên không đơn giản như thế theo ta được biết thanh trúc phong vân kiếm của ngươi không có hồn khí ngân nguyệt có thể đem nguyên thần từ trong cổ bảo như ý đi ra tạm thời làm hồn khí của phi kiếm cứ như vậy chẳng những uy lực pháp bảo bổn mạng của hàn huynh tăng lên mà sanh tử của ta cũng bị nắm giữ bởi ý niệm của ngươi như vậy trung quy có thể yên tâm về ta dù sao thân là hồn khí của ngươi nếu trong đầu ta có chút ý niệm bất lợi với ngươi ngươi cũng có thể cảm ứng được hơn nữa cho dù ta có cũng không có khả năng rời khỏi ngươi quá xa ngươi cũng không cần sợ ta đột nhiên không từ mà biệt lưu quang trong mắt thiếu phụ sáng lên nói làm cho hàn lập kinh ngạc hàn lập nghe vậy hai hàng lông mày nhíu lại tự đánh giá trong chốc lát sau đó bình tĩnh hỏi hồn khí có thể thoát ly khỏi vật ký thân sao cho dù là có thể không biết đạo hữu cam nguyện trở thành hồn khí của ta rút cuộc là vì sao đừng nói là ngươi vì cảm ơn ta mang ngươi ra khỏi hư thiên điện mới muốn báo đáp như thế hồn khí tầm thường khác tự nhiên không cách nào thoát ly vật ký thân nhưng ta lại không giống chúng bởi vì ta dưới tình huống cam tâm tình nguyện hơn nữa nếu đạo hữu phụ trợ hoàn toàn có thể làm được đương nhiên hồn khí chia lìa khẳng định sẽ làm ta đau đớn bất quá cũng chấp nhận được về phần vì sao hiển nhiên là sau khi đoạt xá Ta không nghĩ Vĩnh Viễn sẽ làm hồn khí. Không nên cảm thấy lời ta nói có chút mâu thuẫn, bây giờ ta chịu làm hồn khí của ngươi, chỉ là vì sau này có thể có được thân thể tự do chính thức. Sau khi thiếu phụ thở dài một hơi, chậm rãi nói: Có ý tứ gì, có thể nói rõ chi tiết một chút được không? Trong lòng Hàn Lập vừa động, thần sắc hòa hoãn nói: Cụ thể ta không rõ lắm, chỉ nhớ mơ hồ lưu lại cho ta biết, nếu ta một lần nữa có lại thân thể cùng tu luyện một bí pháp nào đó. Nghe đồn khi chủ nhân tu luyện đến cảnh giới hóa thần kỳ, trong phút chốc tiến vào cảnh giới tựa hồ ta có thể tự do. Trước đó, ta sẽ tùy ngươi sử dụng, đương nhiên nếu ngươi nửa đường mà chết hoặc đại hạn buông xuống, ta sẽ tìm một vị tu sĩ khác. Chẳng qua ta xem, Hàn huynh có được trí bảo tiểu bình này, thực sự là tu sĩ có khả năng thực hiện nguyện vọng này của ta nhất. Cho nên cho dù đạo hữu không đề cập tới, ta cũng sẽ chủ động yêu cầu làm hồn khí pháp bảo của ngươi. Hàn Lập nghe những lời này, âm tình trên mặt bất định sau nửa ngày mới thở một hơi nói. Không quản lời ngươi nói là thật hay giả, nhưng ngoại trừ phương pháp này, ta thật cũng không có thủ đoạn nào tốt hơn để không chế ngươi. Một khi ngươi đã chủ động nguyện ý trở thành hồn khí của ta, ta tự nhiên sẽ không chối từ. Nhưng bây giờ trước tiên ta muốn tạo một cấm chế tạm thời trên người ngươi, dù sao chuyển hóa hồn khí không phải là chuyện dễ thành. Ta cần phải chuẩn bị một phen. Đúng rồi, sau khi ngươi đoạt xá, ngươi có thể rời khỏi vật ký thân bao xa mà không có chuyện gì. Hàn Lập tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, ta bây giờ có thể hoạt động trong vòng trăm dặm xung quanh ngươi, nhưng sau này theo tu vi của thân thể yêu hồ tăng lên, phạm vi hẳn là còn có thể mở rộng. Ngân Nguyệt thấy Hàn Lập đáp ứng yêu cầu của mình, thần sắc lộ vẻ vui mừng, phi thường nhu thuận trả lời Hàn Lập. Nếu là vượt qua phạm vi này, sẽ phát sinh chuyện gì? Sắc mặt Hàn Lập thận trọng hỏi tường tận, nếu là vượt qua phạm vi này, nguyên thần sẽ bị vật khí thân gọi về, tự động bay độn quay về pháp bảo. Bất quá đạo hữu không cần lo lắng không có cách mang theo ta, ta biết một loại bí thuật, có thể tạm thời đem phong ấn tiến vào túi linh thú bình yên vô sự. Chỉ cần lúc tu luyện hoặc đem ta phân phó công việc, liền thả ra là được. Về chuyện bình thường đối địch, ta vừa có thể dùng thân phận hồn khí xuất hiện, cũng có thể trực tiếp dùng yêu hồ này giúp ngươi ngăn địch, hoàn toàn có thể vì tình huống mà làm. Nghe Ngân Nguyệt trả lời, Hàn Lập lộ vẻ hài lòng. Sau đó gật đầu nói, tốt, nếu như vậy, trước hết ta không tốt linh lực ta đã hao hết không cách nào duy trì thân hình ngân nguyệt đột nhiên biến sắc cắt lời hàn lập tiếp theo ngân quang trên người nàng lưu chuyển thân hình thu nhỏ lại trước mặt hàn lập trong nháy mắt hóa thành một con tiểu hồ lúc này trên người còn mang quần áo của hàn lập hàn lập thấy cảnh này trong lòng liền cười khổ nhưng trên tay không chút trần chờ bắt một pháp quyết mấy đạo thanh sắc quang mang chợt lóe lên bay vào thân thể bạch hồ tạm thời thi triển cấm chế lát nữa ta sẽ dẫn theo ngươi ra ngoài đem người tạm thời giao cho vài tên đệ tử Lạc Vân Tông. Khi chúng ta chia tay, người hãy chuồn đi, dù sao chạy trốn khỏi vài tên luyện khí kỳ, căn bản đối với người không cần tốn nhiều sức. Ta sẽ chờ người trên đường. Hàn lập một tay nắm vào gáy bạch hồ nhấc lên, chậm rãi nói. chương 614, khứ nhi phục phản, tốt, cứ làm theo lời Hàn huynh, bất quá thi tiêu này đạo hữu định xử lý như thế nào. Bạch hồ dùng thần niệm truyền âm nói. Ta trước dùng phệ kim trùng xem một chút coi có thể cắn nuốt hay không. Nếu không được cũng không sao, cứ để cho quái vật này tự sinh tự diệt. Huống hồ, ta mang đi hộp ngọc có thể chứa chủ hồn của nó, nó càng không thể chờ mình làm cái gì. Hàn lập liếc thi tiêu một cái, không thèm để ý nói. Theo sau bàn tay liền vỗ vào bên hông, túi linh thú được ném lên không. Vô số phệ kim trùng bay ra, hóa thành đám mây tam sắc trùng to khoảng mấy trượng, bay xuống trên người thi tiêu. Tiếp theo tiếng cắn nuốt nổi lên, nhưng hàn lập vẫn lạnh lùng nhìn chứng kiến một bộ phận phệ kim trùng đột nhiên lăn ra chết trong nháy mắt giáp xác vốn ba màu liền hóa thành màu xanh biếc thi độc thật lợi hại sắc mặt hàn lập khẽ biến thì thảo nói sau khi trần chờ một chút miệng hắn ngâm khẽ đám phi trùng bay lên một lần nữa trở vào trong túi linh thú thi độc trên người thi tiêu mặc dù không thể nằm trong nhóm thiên hạ thập tuyệt độc nhưng khẳng định không phải là phệ kim trùng chưa tiến hóa hết có thể kháng cự ánh mắt bạch hồ ở một bên xoay chuyển sau đó nói Hàn lập hừ một tiếng, nhìn thi tiêu một lúc, mặt mày nhíu lại. Thân thể quái vật này thật cứng cỏi, sợ rằng còn hơn độc dao ngày đó. Da thịt trên người nó mới bị phệ kim trùng cắn phá một chút, dựa theo cách cắn nuốt này, sợ rằng phải đem toàn bộ tam sắc phệ kim trùng tống bồi theo khoảng 8, 9 phần mới diệt được hoàn toàn. Hàn lập tự nhiên sẽ không làm loại mua bán thua lỗ này. Đi thôi, Hàn lập không hề do dự nói, cũng chỉ có thể như thế, lưu lại thi tiêu có thể sau này còn có chỗ sử dụng. Bạch Hồ gật đầu nói, sau đó dị quang trên người chợt lóe, phân xuất ra một con tiểu lang màu vàng. Khi tiểu lang hiện thân đi ra, lập tức hướng Hàn Lập cùng Bạch Hồ há mồm, một mảnh hoàng quang đem họ bao lại, một người một hồ bỗng nhiên biến mất trong thạch thất. Tại bên ngoài vách núi, Phương Sư huynh cùng đám người Khuê Hoán lo âu đứng đó. Mấy người bọn họ không biết thổ độn thuật nên chỉ có thể ở chỗ này chờ Hàn Lập trở về. "Sư huynh, ngươi nói Hàn sư đệ có khả năng đắc thủ không?" Khuê Hoán nó có chút không chịu nổi hướng vương sư huynh hỏi. Hai người khác vừa nghe lời này, đồng dạng quan tâm nhìn lại. Hiển nhiên bọn họ đối với phán đoán của vị vương sư huynh này rất tin phục. Không thể nói được, theo lý thuyết, lấy tu vị luyện khí kỳ tầng thứ 10 của Hàn Sư Đệ, sợ rằng không quá dễ dàng đuổi theo yêu hồ. Nhưng pháp khí thần diệu trên người Hàn Sư Đệ không ít, không chừng sẽ cho chúng ta niềm vui mừng lẫn sợ hãi. Vô luận kết quả nào xuất hiện, cũng không có gì kỳ quái. Vương Sư Huynh trầm ngâm một chút, cười khổ nói. Ba người khuê hoán vừa nghe xong, không khỏi nhìn nhau. Thanh niên ục ịch kia thở dài một hơi, sau đó hô hô bàn tay, bộ dáng muốn nói cái gì đó. Nhưng vào lúc này, quang hoa trên vách núi đá chợt lóe, tại trong một đám hoàng mang, Hàn Lập dẫn theo tiểu hồ hiện ra. Hàn sư đệ, thật sự bắt được con yêu thú kia, mọi người cùng nói một lúc, mặt lộ vẻ hưng phấn. Không có gì, yêu hồ này thật sự có chút xảo hoạt, lại thình lình chạy vào trong đó. Nếu không phải linh lực nó không nhiều, sợ rằng không thể đắc thủ nhanh như vậy hàn lập lãnh đạm cười nói cầm bạch hồ trong tay ném cho khuê hoán đối diện khuê hoán giật mình liền lập tức mừng rỡ bắt lấy khuê sư đệ cẩn thận một chút đừng để nó lại trốn thoát thanh niện buộc ịch ở một bên vội vàng nhắc nhở nói yên tâm ta biết nhắc tới bạch hồ khuê hoán tự tin nói sau đó hắn hướng vào túi chữ vật móc ra một cái túi màu xanh biếc đem tiểu hồ quấn vào hắc hắc có cái túi bích phân này ta xem lần này ngươi trốn bằng cách nào khuê hoán nhanh chóng đem miệng túi buộc lại sau đó mặt đắc y nói hàn lập xem cái túi vài lần thấy chỉ là pháp khí cấp thấp cũng không để trong lòng lần này có thể bắt được con yêu thú này thật sự là nhờ có hàn sư đệ hỗ trợ ta cũng không phải không biết tốt xấu như vậy đi chờ bán được yêu hồ giá tốt một mình hàn sư đệ sẽ lấy ba phần còn lại bồn người bọn ta phân ra như thế nào vương sư huynh không để ý tới tiểu hồ trong túi hướng trở lại hàn lập chân thành nói hàn lập nghe lời này cười nhẹ biết đối phương thấy thủ đoạn của hắn không kém muốn chính thức kết giao vì thế hắn cũng không khách khí gật đầu nói hết thảy liền do huynh quyết định ta không có ý kiến gì ba người khác mặc dù có chút không nỡ linh thạch lại bị phân ít một chút nhưng họ cũng biết lúc nãy nếu không có hàn lập ra tay bỏ họ sẽ trắng tay cho nên cũng không có ai dị nghị gì sau khi hàn lập cùng bọn họ nói vài câu khách khí lúc này lấy cơ có việc liền cùng bốn người bọn họ chia tay một mình một người hướng tông môn bay đi bốn người vương sư huynh thương lượng một lúc quyết định nhân cơ hội đi thẳng đến chỗ phường thị tại vân mộng sơn đệ tử ba phái nơi này hỗn tạp đông đảo phỏng chừng có thể đem con tuyết vân linh hồ này bán được giá cao vì vậy ba người cùng hàn lập bay theo hướng khác hết sức phấn khởi rời khỏi đầm lầy hàn lập rời mấy người không xa liền tùy ý tìm một tiểu sơn bay xuống sau đó ngồi xếp bằng trên một khối đá nhắm mắt dưỡng thần Người hắn mang ngọc như ý nọ, bạch hồ kia tự có thể cảm ứng được vị trí để tìm đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, thần sắc hàn lập vừa động, mở mắt ra. Cơ hồ cùng lúc đó, hoàng quang mặt đất trước mặt chợt lóe, bạch hồ không chút vội vàng chui ra. Động tác người quả không chậm, hàn lập nhìn vào bạch hồ, lạnh nhạt nói. Không phải động tác ta nhanh mà là đám người kia lại dùng một cái pháp khí cấp thấp giam ta, có chút quá coi thường. Bây giờ mấy tên kia, sợ rằng còn chưa phát hiện ra ta mất tích. Bạch Hồ ngừng đầu, cười hì hì nói, trong mắt có một tia cười đùa. Bất quá làm như vậy, mấy đệ tử Lạc Vân Tông xem như phí công. Có cơ hội sẽ cấp lại cho bọn hắn chỗ tốt. Hàn lập mặt không chút thay đổi nói. Nếu nói như vậy, mấy người này đúng là nhân họa đắc phúc. Bạch Hồ lắc lắc đầu, ung dung nói. Tốt, không nói nhảm nữa. Người đem thân hình biến nhỏ đi một chút, trốn trong cổ tay áo ta. Bây giờ chúng ta trở về. Hàn lập run cổ tay áo lên nói. Bạch Hồ nghe vậy, không nói hai lời, thân hình trong ngân quang nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó bóng trắng chợt lóe, nhảy vào trong tay áo Hàn Lập. Bởi vì đã hạ cấm chế trên người Bạch Hồ, Hàn Lập cũng không sợ nó chợt sinh ác ý ám toán mình, cứ như vậy mạnh dạn hướng phía trước bay đi. Hàn Lập cũng không có trực tiếp phản hồi động phủ mà là mang theo Bạch Hồ bay xuống phía dưới núi Lạc Vân Tông. Điểm hóa hồn khí cần vài loại tài liệu cùng khí vật phụ trợ đặc thù. Tại bên trong phường thị dưới ngọn núi có thứ hắn cần một khi hắn trở về động phủ liền bắt đầu tiến hành việc này nếu ngày nào chưa đem yêu linh tự xưng ngân nguyệt này biến thành hồn khí thì ngày đó hắn sẽ không yên tâm hành trình thu mua tài liệu rất thuận lợi sau khi tùy ý tìm một cửa hàng nguyên liệu hàn lập đã mua về được tất cả tài liệu bởi vì mấy loại đồ vật này dù không thường thấy nhưng cũng không phải là hy hãn hay chân quý cho nên cũng không người nào quan tâm hàn lập mua mấy thứ này làm gì hàn lập hài lòng mang theo tài liệu cùng bạch hồ hướng dược viên bay đi nhưng khi hắn bay đến trên bầu trời dược viên lại phát hiện bên ngoài cấm chế dược viên có hai người đang đứng ở đây chờ hắn một người là khuê hoán vẻ mặt sầu khổ thở ngắn than dài tên còn lại là vương sư huynh sắc mặt âm trầm hàn lập thấy vậy thở dài một hơi hai người đến đây là vì chuyện gì tự nhiên trong lòng hắn biết rõ nhưng trên mặt hàn lập vẫn biểu hiện ra vẻ không biết đáp xuống trước hai người đó không xa vương sư huynh cùng khuê hoán vừa thấy hàn lập trở về sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ. nhị vị đạo hiếu như thế nào lại mau trở về thế? đã đem tuyết vân hồ nọ bán rồi sao? hàn lập tiến lên vài bước, thần sắc không đổi hỏi. việc này sư huynh đệ mấy người chúng ta sợ rằng phải xin lỗi hàn sư đệ. vương sư huynh sau khi trần trừ một chút, hướng hàn lập cười khổ nói. ô, oh, như thế nào? vậy con tuyết vân hồ nọ có chuyện? hàn lập như biết trước, hỏi ra làm cho hai người đối diện giật mình nói. hàn sư đệ. Người như thế nào biết việc này? Khuê hoán trừng lớn hai mắt, kinh nghi hỏi. mười 615, Thí kiếm đại hội. Hàn lập nghe khuê hoán nói, liền cười thầm trong bụng, sau đó bình tĩnh nói. Ta cùng hai vị sư huynh cũng chỉ có quan hệ lợi ích về yêu hồ, không phải việc này, còn có thể là chuyện khác sao? Vẻ mặt Hàn Lập có vẻ thong dong cực kỳ, khuê hoán nghe vậy há hốc mồm, á khẩu không nói gì được. Nhưng vương sư huynh một bên sau khi thở dài một hơi nói. Hàn sư đệ quả nhiên thông minh hơn người, đích thật là tuyết vân hồ có chuyện, mấy người sư huynh đệ ta, nghĩ muốn đem yêu thú này sớm bán đi. Cho nên sau khi cùng sư đệ chia tay, liền đi phường thị. Kết quả sau khi đi được một đoạn lộ trình, lòng ta trung quy có chút không yên, liền kêu khuê sư đệ mở túi bích vân ra xem xét một chút. Kết quả, nói tới đây, nét mặt vương sư huynh lộ ra vẻ cổ quái. Kết quả không biết con yêu hồ kia sử dụng kỹ xảo gì, lại từ trong túi bích vân biến mất vô ảnh vô tung, việc này thật sự rất tà môn. Khuê hoán ảo não ở một bên nói tiếp, không thấy tung tích, Hàn Lập khẽ nhăn mặt nhíu mày, trầm ngâm, phảng phất tự đánh giá thật giả. Vương Sư Huynh thấy bộ dáng Hàn Lập như vậy, trong lòng thầm kêu khổ không ngừng. Hắn mắt thấy tu vi Hàn Lập dù không cao, nhưng lại tinh thông chế phù thuật, hơn nữa trên người còn có vài món pháp khí thần diệu, bởi vậy trong lòng sớm có chủ ý, nhất định phải hảo hảo kết giao đối phương một phen. Nhưng không nghĩ tới, việc tương lai cùng đối phương kết giao tình, lại xuất hiện sự tình xấu hổ này nếu bản thân hắn thật sự giàu có cũng có thể tự lấy ra vài linh thạch bồi thường đối phương một phần lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương nhưng hắn lại cũng giống như mấy vị đồng môn khác lúc nào cũng thiếu thốn linh thạch hôm nay tưởng muốn lung lạc đối phương xem ra rất khó nghĩ tới đây vẻ mặt uể oải của vương sư huynh trợt hiện lên nhưng vẫn mạnh mẽ khôi phục tinh thần nói ta biết việc này nói tiếp khó có thể làm cho người ta tin tưởng nhưng đích xác thật sự đã phát sinh nhưng mặc kệ nói thế nào cũng là chính sư đệ tự tay giao linh hồ cho chúng ta, hôm nay tự nhiên lại không thể không được gì. Vương Mỗ sẽ cho sư đệ một cái công đạo, linh thạch ngươi cho mượn, ta sẽ kêu các sư đệ khác trước đem hoàng tinh bán đi, sau đó sẽ đem linh thạch đưa cho sư đệ. Về phần linh thạch sư đệ vốn được nhận, chờ ta cùng mấy người kia kiếm được một chút, sẽ lập tức đưa cho sư đệ. Lời Vương sư huynh vừa ra khỏi miệng, Khuê Hoán bên cạnh liền biến sắc, có chút lo lắng nói: "Sư huynh, đối với chúng ta mà nói, đây chính là số lượng không nhỏ. Cho dù mấy người chúng ta cùng bồi thường, tối thiểu cũng cần 2-3 năm thời gian. Trong lúc này không có linh thạch mua đan dược, chẳng phải là tu hành đều bị chậm trễ sao. Vương Sư Huynh lắc đầu, bộ dáng tựa hồ muốn nói gì. Nhưng lúc này, Hàn Lập đột nhiên mở miệng, hai vị Sư Huynh cần gì như thế. Hàn mỗ hình như cũng không nói không tin việc này. Tuyết Vân Hồ nọ tinh thông độn thuật, từ trong pháp khí kia đào tẩu, cũng không có gì kỳ quái. Ta lúc đầu vốn định nhắc nhở Khuê huynh một chút, nhưng lại cảm thấy có chút không tiện, cho nên cũng không có mở miệng. Về chuyện linh thạch, không đề cập tới cũng được, chỉ cần số linh thạch đã cho mượn vẫn còn, ta cũng không có gì tổn thất. Hàn Lập mỉm cười nói, vừa nghe Hàn Lập nói thế, Khuê Hoán lập tức lộ vẻ mừng rỡ, vỗ tay lớn tiếng một cái nói: "Ta biết Sư đệ là một người đại lượng, lần này mặc dù chuyện tình là do chúng ta sai, nhưng trong tay chúng ta đích xác không có linh thạch gì, mà lấy tình cảm của Sư đệ" nói vậy sẽ không quá để ý việc này vị bằng hữu hàn sư đệ này khuê hoán ta xin khâm phục khuê hoán này vừa nghe không cần phải giao ra linh thạch vẻ mặt liền vui mừng vương sư huynh nghe hàn lập nói như thế mặt lại lộ vẻ trần trừ một hồi lâu sau mới bất đắc dĩ cười khổ nói hàn sư đệ khẳng khái đại lượng như thế vương mỗ xin đại diện mấy vị sư đệ hổ thẹn nhận tâm ý của sư đệ sau này nếu sư đệ có chuyện gì muốn hỗ trợ cứ việc tìm mấy người bọn ta nếu có thể làm được vương mỗ nhất định sẽ không chối từ. Vị vương sư huynh này cảm thấy được, Hàn Lập tuy nói khách khí như thế, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ sợ là có ý khác. Cho nên hắn tốt nhất cố hết sức nói uyển chuyển dễ nghe một chút, muốn cho Hàn Lập không lưu lại ấn tượng quá xấu. Sau khi nói xong, hắn lại cố ý quan sát ánh mắt Hàn Lập một chút. Nhưng thần sắc Hàn Lập vẫn như thường, căn bản nhìn không ra vẻ hỉ nộ, làm cho vương sư huynh này âm thầm cho mày. Sau đó, ba người ngay tại ngoài dược viên tán dóc một chút, không bao lâu, hai người thanh niên ục ịch ngự khí bay tới, cũng đem linh thạch từ việc bán hoàng tinh nọ ở phường thị đưa ra. Hàn Lập tiếp nhận bao linh thạch nọ, tùy ý dùng thần thức đảo qua, sau đó thần sắc không đổi thu lấy. "Đúng rồi, ta xem pháp khí Hàn sư để có chút thần diệu, không biết có hay không tham gia thí kiếm đại hội nửa năm sau." Vương sư huynh thấy Hàn Lập thu hồi linh thạch, vốn định cáo từ, nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, không khỏi mở miệng nói. "Thí kiếm đại hội" hàn lập nghe vậy không khỏi ngẩn ra mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại như thế nào hàn sư đệ không biết việc này việc này không chỉ có vương sư huynh giật mình ngay cả ba người khuê hoán cũng lộ vẻ mặt khó tin tâm lý hàn lập có chút dao động bình tĩnh trả lời ta không biết chuyện này bộ rất kỳ quái đương nhiên kỳ quái à đúng rồi hàn sư đệ chỉ mới vào tông môn một năm trước hơn nữa vẫn ở tại bên trong dược viên không biết chuyện thí kiếm đại hội tựa hồ cũng không lạ Khuê hoán nhấp nháy mắt, có chút hiểu ra nói. Nghe lời này, những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái gật đầu, cảm thấy đúng là như vậy. Hàn sư đệ không biết chuyện thí kiếm đại hội, làm cho mấy người chúng ta thật có chút giật mình. Dù sao ngày cách đại hội cũng không xa, bây giờ trong tông, vô luận là ngoại môn đệ tử hay nội môn đệ tử, không ai không đàm luận việc này. Người nào có ý định muốn trở nên nổi tiếng thì càng chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặt phương sư huynh lúc này có một tia dị sắc, sau đó thở nhẹ một hơi nói. Lại nói tiếp, mấy người chúng ta cũng chỉ có vương sư huynh tham gia báo danh chọn lựa đại hội trong tông. Chỉ tiếc mặc dù sư huynh đối với ngoại môn đệ tử có thể thắng được, nhưng khi giao thủ với nội môn đệ tử, lại thất bại. Bất quá như thế, sư huynh cũng đạt được phần thưởng là một pháp khí trung cấp. Thanh niên ục ịch hâm mộ nhìn vương sư huynh nói, ô, dù chọn lựa trong tông bị thua cũng được thưởng pháp khí. Xem ra đại hội này thật không tầm thường, vương sư huynh có thể kể rõ chi tiết được không? Hàn Lập nghe vậy trong lòng liền xuất hiện vẻ tò mò, mở miệng nói. Đương nhiên không có vấn đề, lần thí kiếm đại hội này, kỳ thật chính là ba phái vân mộng sơn ta chuyên môn vì đám đệ tử mới vào như chúng ta mà chuẩn bị. Trên cơ bản bất luận thân phận ra sao, chỉ cần không vượt quá 30 tuổi là có thể tiến vào tham gia. Mà Hàn Sư đệ nhìn chỉ có 25-26, vừa lại là đệ tử mới nhập môn, đúng lúc phù hợp với điều kiện này. Vương Sư Huynh đánh giá Hàn Lập một chút, chậm rãi nói. Vậy sao, nhưng như vậy, tựa hồ đệ tử có thể tham gia sẽ không nhiều lắm. Hàn lập sơ sờ cầm, thản nhiên nói, lời sư đệ nói cũng có vài phần đạo lý, triển khai thí kiếm đại hội này, kỳ thật là có liên quan đến việc ba phái cùng quản lý thánh thụ. Thánh thụ, Hàn lập nghe thế, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó liền hiểu được ý đối phương nói chính là linh nhãn chi thụ của Vân Mộng Sơn. Nhất thời, vẻ mặt hắn vồn ung dung liền biến mất, hiện lên vẻ ngưng trọng. Thí kiếm đại hội cùng linh vật này có quan hệ gì? Hàn Lập trầm giọng hỏi, thí kiếm đại hội, kỳ thật chính là muốn quản lý việc linh thụ chảy ra thuần dịch. Cũng là một loại phương thức mà Lạc Vân Tông chúng ta cùng cổ kiếm môn và bách xảo viện phân chia linh dịch. Phàm là tại thí kiếm đại hội, nếu có thực lực áp chế hai phái tông môn khác, liền có thể một mình lấy đi phân nửa thuần dịch, hai môn còn lại chỉ có thể lấy một nửa còn thừa. Cho nên thí kiếm đại hội này trên danh nghĩa chỉ là đệ tử mới nhập môn tỷ thí, nhưng trên dưới ba phái không ai không phi thường coi trọng. Nếu là tại đại hội lập công lớn, Tự nhiên được trưởng bối sư môn coi trọng, sau này chỗ tốt vô số. Vương sư huynh một hơi nói ra lai lịch của thí kiếm đại hội. Sau khi dừng lại một chút, lại trịnh trọng nói, đương nhiên cho dù không nói đến chỗ tốt sau này, đơn giản là trong thí kiếm đại hội có thể đánh bại các đệ tử khác, phần thưởng lại càng phong phú vô cùng. Chẳng những được tặng đỉnh cấp pháp khí, mà còn có một viên định linh đan thưởng thêm cho người đạt quán quân. Đan dược này mặc dù đối với đệ tử thấp giai chúng ta không có lợi ích gì, nhưng là mang đan dược này tùy ý đi trao đổi với các cao nhân kết đan khác, dù là ba bốn kiện đỉnh cấp pháp khí cũng có thể dễ dàng đổi được. Bất quá chuyện đoạt quán quân này, tựa hồ cho tới nay vẫn là do cổ kiếm môn đoạt lấy. Đệ tử chúng ta cùng bách xảo viện chỉ có thể đứng ngoài. Bất quá việc này cũng khó trách, ai biểu môn phái kiếm tu cổ kiếm môn người ta, vô luận là công pháp hay kiếm khí đều lợi hại phi thường. Tu sĩ cùng cấp muốn đánh bại kiếm tu, thật sự là muôn vàn khó khăn. Lời cuối cùng của Vương Sư Huynh, không biết là oán giận hay hâm mộ. chương 616, Minh Thanh Linh Thủy, chiếu theo lời sư huynh thì lần đại hội này đệ tử luyện khí kỳ cùng chúc cơ kỳ đều đồng loạt tỉ thí sao? Hàn lập nhớn mày, đột nhiên hỏi, không sai, thí kiếm đại hội đích xác không có phân biệt luyện khí kỳ cùng chúc cơ kỳ, đều là cùng nhau tỉ thí. Vương sư huynh gật gật đầu nói, như vậy chẳng phải là đối với đệ tử luyện khí kỳ có chút không công bằng. Hàn lập ngẩn ra, bộ dáng có chút không quá tin tưởng. Thí kiếm đại hội vốn là tranh đấu trúc cơ kỳ trong các phái, đệ tử luyện khí kỳ chỉ là phụ mà thôi. Chẳng qua vì không muốn tước đi sự nhiệt tình của đệ tử cấp thấp cho nên cũng không có cấm ngoại sự đệ tử cùng đệ tử cấp thấp tham gia. Bất quá đại hội từ lần đầu tổ chức tới nay đệ tử luyện khí kỳ mặc dù không có khả năng đạt quán quân nhưng đánh bại đối thủ trúc cơ kỳ, lọt vào top 10 lại không phải là hiếm. Vương sư huynh mỉm cười, thâm ý sâu sắc nhìn Hàn Lập nói: "Luyện khí kỳ lọt vào top 10" Chẳng lẽ những người này sở hữu pháp khí uy lực rất lớn." Hàn Lập vừa nghe lời này, lập tức rõ ràng vài phần. "Hắc hắc, sư đệ là một người thông minh, ta mới chỉ nói qua mà sư đệ đã chỉ rõ mấu chốt trong đó." Trong ba phái tiền bối kết đan kỳ người nào chẳng có một hai con cháu hậu nhân, có khi vì muốn họ lấy được hảo danh, tự nhiên xuất ra pháp khí có uy lực vô cùng lớn cấp cho những người này sử dụng. Cứ như vậy một ít tu sĩ trúc cơ kỳ không có pháp khí hợp tay đụng phải những người này, bị thua cũng không có gì kỳ quái. Khuê hoán lắc đầu ảo não nói, nghe đến đó Hàn Lập càng nghi hoặc nhiều hơn, nghe hai vị sư huynh nói như thế, chẳng lẽ lấy được hảo danh còn có chỗ tốt gì? Nếu không những người này cần gì cố sức nhất định phải tham gia đại hội. Hàn Lập trầm ngâm một chút sau đó hỏi, sư đệ nói rất đúng, cho dù ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói. Kỳ thật thí kiếm đại hội hấp dẫn nhất không phải là phần thưởng trước đó mà là sau khi tiến vào top 10 sẽ có cơ hội được linh thủy tẩy mắt. Nghe nói dùng giọt linh dịch đầu tiên mà thánh thủ xuất ra cộng thêm các tài liệu chân quý khác có thể phối chế ra minh thanh linh thủy trong truyền thuyết. Nếu dùng nước này rửa hai mắt một chút, mặc dù không cách nào làm ra tăng tu vi nhưng lại có thể làm cho hai mắt có khả năng xuyên vũ khí thấu thạch. Đây mới chính là nguyên nhân mà bọn họ liều mạng cũng muốn lọt vào 10 người đứng đầu. Nếu không có chỗ tốt này, chỉ bằng vào một ít đỉnh giai pháp khí, đối với những kẻ xuất thân đại gia tộc hoặc là môn nội có đệ tử được trưởng bối chiếu cố mà nói thì không có gì hấp dẫn dù sao định linh đan mặc dù chân quý nhưng cũng chỉ có một viên mà thôi vương sư huynh chậm rãi nói ra chỗ tốt lớn nhất của thí kiếm đại hội minh thanh linh thủy hàn lập hai hàng lông mày cao lại trong miệng lẩm bẩm nói linh thủy này hàn lập tại không ít điển tịch đã được nghe qua nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tam phái vân mộng sơn lại điều chế nó cái này thật sự là ngoài dự liệu của hắn đồng thời cũng khiến hắn có chút động tâm đừng nói đến độ chân quý của giọt đầu tiên của linh dịch từ thánh thụ ngay cả những loại dược tài khác dùng để phối chế không thứ nào là không phải vật hy hãn hiếm có. Nghe nói linh dược ngàn năm cũng có mấy loại, đáng tiếc kỳ hiệu của linh thủy chỉ có hiệu quả đối với tu sĩ luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ. Nếu không bên trên cũng không lấy ra coi như làm phần thưởng. Khuê hoán vô cùng hâm mộ, sen miệng vào nói, Hàn Lập nghe đến đó đối với thí kiếm đại hội cũng đã hiểu đại khái. Còn cụ thể một số chi tiết, hắn có ý định tự thân mình tìm hiểu một phen. Dù sao việc này nếu dính dáng đến định linh đan cùng Minh Thanh Linh Thủy, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Kế tiếp mấy người vương sư huynh cùng Hàn Lập trò chuyện vài câu về sự tình thí kiếm đại hội, sau đó cáo từ rời đi. Hàn Lập nhìn mấy người ngự khí đi xa, thân ảnh hóa thành điểm đen, thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Hắn cũng không có lập tức trở lại động phủ mà đứng ngoài dược viên, cúi đầu ngẫm nghĩ. Như thế nào, Hàn Huynh động tâm sao? Không biết là Hàn Huynh nhìn chúng định linh đan hay là minh thanh linh thủy? đột nhiên trong cổ tay áo truyền đến thanh âm êm ái của Bạch Hồ. Sao, ta đều muốn chúng chẳng lẽ không được, Hàn Lập ngẩng đầu, không có khách khí nói. Sau đó cổ tay áo run lên, tiểu hồ từ trong đó nhảy ra, cũng nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Hi hi, Hàn Đạo hữu thật có phần tham lam, bất quá như vậy cũng tốt. Vô luận định linh đan hay linh thủy đích xác cũng cực kỳ hữu dụng. Bỏ qua cơ hội lần này sợ rằng thực sự không có cơ hội lần sau. Chiếc cổ mảnh khảnh của Bạch Hồ Dương lên, yêu nhã nói cái này không cần ngươi nói, trong lòng ta đều biết, bây giờ trước hết theo ta quay về động phủ, không cần lo sự tình thí kiếm đại hội. Trước đem chuyện của ngươi hoàn thành rồi hãy nói sau, hàn lập thanh âm có chút lạnh lùng, sau đó hắn xoay người đi về phía động phủ, bạch hồ thấy vậy trong đôi mắt lộ ra một tia cười khẽ, không nói hai lời mà theo sát phía sau. Vừa vào động phủ trong thạch sơn, hàn lập lập tức bắt tay vào chuyện điểm hóa khí linh. Thanh trúc phong vân kiếm sắp có được khí linh, uy lực tự nhiên gia tăng không ít điều này làm cho trong lòng Hàn Lập có chút hưng phấn. Mà nguyên bổn pháp bảo điểm hóa khí linh, tỷ lệ thành công thấp đến đáng thương. Nhưng đó là do yêu thú tinh hồn cực lực kháng cự mới tạo thành kết quả như vậy. Mà bây giờ chính bản thể của ngân sắc cự lang ngân nguyệt nguyện ý chủ động nhập vào pháp bảo của Hàn Lập tự nhiên sẽ không có bao nhiêu khó khăn. Nhưng việc lấy chủ hồn đối phương từ Ngọc Như Ý ra thật sự là sự tình khó giải quyết. Cũng may Bạch Hồ bộ dáng tựa hồ đối với chuyện này rất nắm chắc, miệng nói tự bản thân mình có khả năng xử lý được. Hàn Lập vừa nghe lời ấy, tự nhiên mừng rỡ. Vì vậy, hắn dựa theo chỉ điểm của Bạch Hồ, tại một gian tĩnh thất vẽ một cái trận pháp cổ quái, đem Ngọc Như Ý cùng Bạch Hồ đồng thời bỏ vào trong, sau đó chậm rãi đi ra. Tĩnh thất bị hạ cấm chế cách âm, Ngân Nguyệt rút cuộc thoát ly Ngọc Như Ý như thế nào, quá trình bên trong ra sao Hàn Lập cũng không biết và cũng không có ý định dình coi. Bởi vì đối phương hẳn là rất rõ ràng nếu không cách nào xuất ra chủ hồn sẽ có kết quả gì. Tiếp theo Hàn Lập cũng không nhàn rỗi hắn đi tới tính thất bên cạnh, bắt đầu chuẩn bị sự tình điểm hóa khí linh. Nửa ngày sau, Hàn Lập chuẩn bị thỏa đáng các bước, cảm giác được thời gian cũng không sai biệt lắm, liền không trần chờ đẩy cửa đá của tính thất có ngân nguyệt bên trong. Đào qua tình hình bên trong, Hàn Lập thần sắc vừa động. Tại pháp trận nằm giữa thạch thất, Ngọc Như Ý cùng Bạch Hồ vẫn ở chỗ cũ nhưng quang mang trên Ngọc Như Ý ảm đạm không ít, một bên Bạch Hồ thì ướt súng, bộ lông cũng có vẻ có chút bẩn loạn không chịu nổi, tựa hồ đã lăn lộn trên mặt đất mà đôi mắt của nó lại càng tràn đầy vẻ uể oải không chịu nổi nhìn thấy hàn lập tiến vào ngân nguyệt không cử động cũng không nói gì phảng phất ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có thế nào coi như thuận lợi chứ hàn lập sắc mặt hòa hoãn ôn hòa hỏi mặc dù thống khổ chết đi sống lại nhưng cuối cùng cũng xong ngươi bên kia chuẩn bị cũng không sai biệt chứ ta không có ký thân chi khí thì không cách nào ở trong thân thể bạch hồ lâu được phải lập tức cùng pháp bảo của ngươi hợp lại làm một nếu không tinh hồn sẽ tan thành mây khói thanh âm ngân nguyệt cực kỳ suy yếu nhưng vẫn mạnh mẽ nói nghe lời này hàn lập gật đầu không trần chờ thân thể cúi xuống hai tay hướng bạch hồ nhẹ nhàng ôm nó ra khỏi tính thất di chuyển qua phòng bên cạnh vừa vào thạch thất hàn lập lập tức để cửa đá hạ xuống bên trong yên tĩnh không tiếng động một đạo truyền âm phù biến thành hồng quang tiến đến hồng quang tiến vào bên trong sương mù lập tức không thấy bóng dáng ước chừng vài canh giờ sau trong sương mù thanh quang chợt lóe hiện ra thân hình hàn lập hắn ngước đầu nhìn bầu trời sờ sờ cằm khoát tay thả ra một thanh phi kiếm sau đó lập tức ngự khí hướng thiên tuyển phong bay đi hàn huynh xem ý tứ đạo truyền âm phù kia tựa hồ triệu tập tất cả đệ tử thiên tuyển phong chẳng lẽ là vì sự tình thí kiếm đại hội trong đầu hàn lập đột nhiên vang lên thanh âm thanh thúy của ngân nguyệt không rõ lắm bất quá ngay cả như tên gia hỏa cơ hồ đã bị quên lãng như ta cũng có thể nhận được một đạo truyền âm phù của phong chủ tự mình phát tới thì xem ra cho dù không phải sự tình thí kiếm đại hội cũng là có sự tình khẩn yếu khác. Hàn lập dùng thần niệm bình tĩnh nói, Hàn huynh thực tham gia loại tỉ thí tiểu bối này, cho dù không hiển lộ tu vi, đoạt quán quân khẳng định là cực kỳ dễ dàng. Nhưng đến lúc đó sợ rằng sẽ khiến cho tu sĩ cấp cao hoài nghi. Nói không chừng ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của ba phái cũng có thể chú ý, đến lúc đó có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngân Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở nói, việc này ta tự nhiên hiểu, ta đã lúc này nói rằng sẽ chắc chắn tham gia đại hội. Đến lúc đó nếu thật tham gia, ta cũng tuyệt không đoạt quán quân. Người cứ an tâm, trước khi ngừng kết Nguyên Anh, ta sẽ không khiến kẻ khác chú ý tới mình. Hàn lập thần sắc không thay đổi trả lời, xem ra Ngân Nguyệt đã lắm lời. Với trải nghiệm cuộc sống của Hàn Huynh thì việc nhỏ kiểu này tự nhiên sẽ không cần tiểu nữ tử nhắc nhở ngân nguyệt khẽ cười nói mặc dù chỉ là thanh âm bình thường nhưng vẫn ẩn hàm ba phần kiều mị hàn lập nghe tiếng không khỏi thở dài một hơi vị này mặc dù tự xưng là ngân nguyệt lang tộc nhưng hắn chẳng biết như thế nào cảm giác được đối phương hình như so với yêu hồ lại hồ mị hơn ba phần hơn nữa sau khi đối phương thành khí linh của hắn tựa hồ biết hàn lập sẽ không có ác ý với nàng nếu phụ thân vào bạch hồ còn tốt còn thành thực tu luyên nhưng một hóa thân thành khí linh ẩn thân trong phi kiếm thì không ngừng nói chuyện với hắn dường như cảm giác tịch mịch trước kia khi ở trong ngọc như ý đều bung ra trong mấy ngày hôm nay. Điều này làm cho Hàn Lập có chút đau đầu, còn đâu dịu dàng nhã nhận giống như tiểu thư khuê nữ như trước. Cũng không biết tính tình của đối phương có thể dần dần sửa đổi được không. chương 617, bán lộ lai like khách, ngay lúc Hàn Lập không biết nói gì với Ngân Nguyệt thì nàng lại mở miệng hỏi. Ta một mực vẫn không hiểu, nếu Minh Thanh Linh Thủy đối với tu sĩ trên trúc cơ kỳ không có hiệu quả thì vì sao Hàn Huynh vẫn muốn có nó? Trong lời nói của nàng mang theo một chút ít nghi hoặc. Điều này là do mấy người ẩn kiếm phong nói sai một chuyện. Minh Thanh Linh thủy đối với tu sĩ cấp cao không phải không có hiệu quả mà là do sau khi đã trải qua quá trình tẩy tủy dịch kinh nên hai mắt ban đầu đã có khả năng nhìn thấu được huyễn thuật, mê vụ đơn giản. Cho nên chỉ lau qua một lần sẽ không có hiệu quả. Nếu muốn hai mắt tu sĩ kết đan kỳ có được thần thông không thể tưởng tượng đó thì cho dù có đem tất cả linh thủy luyện chế cho một người dùng cũng không có mấy hiệu quả chẳng bằng thành toàn cho một ít tu sĩ cấp thấp cho rồi. Hàn Lập nghe Ngân Nguyệt hỏi, mỉm cười nhàn nhạt, ô, Hàn Huynh làm sao biết được việc này? Thanh âm của Ngân Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi tiếp, điều này cũng chẳng có gì, lúc ở loạn tinh hải ta đã đọc được trong một điển tịch cổ xưa, xem ra không phải là giả. Hàn Lập trả lời, lẽ nào ý tứ của Hàn Huynh là muốn? Ngân Nguyệt khẽ thốt lên, không sai, ta chính là muốn mượn cơ hội này để tiếp cận linh nhãn chi thủ kia, xem xem có khả năng lấy được linh căn của nó hay không. Sau đó sẽ dùng tiểu bình nuôi dưỡng, đến lúc đó cần bao nhiêu linh thủy cùng linh đan đều có. Đương nhiên phương thức phối chế của hai loại trên cũng phải nghĩ biện pháp để lấy tới tay. Hàn Lập không nhanh không chậm nói: "Ha ha, mưu kế này của Hàn huynh đúng là làm một mẹ, khỏe suốt đời." Như vậy đạo hữu chỉ cần lọt vào top 10 là được. Tuy có chút bất ngờ nhưng so với việc đoạt quán quân tự nhiên an ổn hơn nhiều. Ngân Nguyệt Tán đồng nói, Hàn Lập mỉm cười, đang muốn nói thêm gì nữa thì ánh mắt chợt nhìn sang một hướng không nhịn được khẽ ổ lên một tiếng. Chỉ thấy ở phía xa xa có một đạo hồng quang bay đến, trong đó có một vị nữ tử diện mạo xinh đẹp như hoa, băng xương như ngọc chính là nữ tu sĩ mộ phái linh, người đã an trí hắn tại dược viên làm việc. Nàng ta sau khi đến gần thấy Hàn Lập đang dừng ở trên không, khuôn mặt diễm lệ lộ suốt một tia bất ngờ. Nhưng lập tức thần sắc lại khôi phục như thường, tốc độ độn quang chậm lại, dừng ở cạnh Hàn Lập. Người cũng nhận được tín thư đi thiên tuyển phong sao, nàng ta cực kỳ lạnh lùng hỏi. Dạ đúng vậy thưa mộ sư thúc, không biết sư thúc có biết rút cuộc là có chuyện gì hay không? Phong chủ vì sao phải triệu tập toàn bộ đệ tử? thân sắc hàn lập chấn định đáp lời, không biết, nhưng chắc là có liên quan đến thí kiếm đại hội. Nữ tử họ mộ sau khi nhìn nhìn phi kiếm dưới chân hàn lập, nhíu nhíu mày đột nhiên nói. Kiện phi kiếm này của người tuy là thượng giai pháp khí nhưng không phải là loại pháp khí phi hành chuyên dụng, chỉ bằng để ta dùng thiên tinh đai mang ngươi theo kẻo trễ mất thời gian, nói xong lời này hồng sắc trên pháp khí của nàng tỏa ra bao lấy cả hàn lập hàn lập thấy vậy liền ngẩn ra nhưng cũng chẳng có ý kháng cự tùy cho nàng ta đem hắn đưa lên trên pháp khí sau đó hóa thành một đạo hồng quang cùng nhau bay đi huyền băng quyết ta cấp cho ngươi ngươi có tu luyện không tuy nó không thể tăng cường công pháp cơ sở của ngươi nhưng sau khi có chút thành tựu sẽ giúp ngươi có khả năng sử dụng vài loại pháp thuật thủy thuộc tính với uy lực không tệ mà sau khi ngươi chúc cơ thành công thì pháp quyết này lại càng thuận lợi chuyển thành công pháp chủ tu của ngươi Tu luyện nhiều cũng không có hại, nữ tử này một bên vừa ngự khí phi hành, một bên vừa liếc nhìn Hàn Lập, sắc mặt không chút biểu tình thuyết giảng. Nghe vậy Hàn Lập đâu còn biết nói gì, bảo mình có tu luyện, nếu nàng ta muốn nhìn thì với tu vi của mình, mô phỏng một chút pháp thuật thủy thuộc tính cũng chẳng phải là vấn đề gì. Cũng may nàng ta dường như chỉ thuận miệng hỏi han mà thôi, tiếp theo chẳng nói gì nữa. Vì thế Hàn Lập được nàng mang theo bay đến Thiên Tuyền Phong, trên đường luôn cảm nhận được mùi u hương từ người nàng tỏa ra. Còn Ngân Nguyệt biết lúc này không phải là thời cơ đàm luận với Hàn Lập nên từ sau khi mộ phái linh đến nàng cũng im lặng. Khi hai người sắp tới thiên tuyển phòng thì thần sắc Hàn Lập bỗng nhiên khẽ động, nhìn lên phía trên. Một lúc sau có một đạo lục quang bay xuống, ngăn cản ngay trước độn quang của nữ tử họ mộ.